Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Về cái phần nghiệp thì chúng ta cũng chỉ mới cái phần khái niệm ban đầu mà tuần rồi chúng ta nghỉ, cho nên là sư cô cũng lướt ôn lại chút xíu để chúng ta tiếp theo cái phần mà chúng ta cần phải nối tiếp. Đó là khi chúng ta học về nghiệp. Thì khi mà chúng ta chưa có tìm hiểu này đó thì chúng ta thấy một cái từ ngữ rất là gần gũi với mình, nhưng mà chúng ta thấy nó giống như là có một cái gì đó nó áp đặt lên cái cuộc đời của mình, là do cái nghiệp mình như vậy cho mình phải như vậy. Thì thông thường ta hiểu vậy, ta hiểu vậy đó, thì cái chữ đó nó hàm chứa hai cái ý: do cái nghiệp của mình như vậy cho nên mình phải như vậy. Thì nó hàm chứa hai cái ý: do nghiệp mình như vậy, tức là do cái thói quen của mình như vậy, do cái tập khí của mình như vậy, do cái tánh của mình như vậy, do cái cá biệt của mình như vậy, mình khó thay đổi lắm, cho nên là do nghiệp vậy mình mới vậy. Ở đây nó hàm một cái nghĩa thứ hai nữa, là cũng như nó như là một cái số phận mà mình khó thay đổi được. Thì cái nghĩa thứ hai này đó là cái nghĩa nó nói về cái quả, tức là cái nhân nó gieo xuống đó là do cái thói quen mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động như vậy, nó trở thành một cái tính cách riêng của mình rồi, và mình chấp nhận cái tính cách đó hiển nhiên là của mình rồi, và nó thuộc về mình rồi, cho nên mình bảo vệ nó. Và cái gì nó thuộc về mình á, mình đều nghĩ rằng là nó tốt đẹp, và dưới mắt mình thì nói như vậy là được rồi, tốt rồi, an tâm rồi. Nhưng mà khi nó bung ra thì mình nói cái từ cho nó dễ hiểu, tức là trước quần chúng, trước bá quan văn võ, mà nói theo cái kinh điển á, thì nó bung ra trong cái mối quan hệ nhân quả của mình với những người khác. Thì trong cái mối quan hệ nhân quả này đó, là những người mà ta tiếp nhận, người ta không có chấp nhận mình, người ta có những cái phản kháng mà làm cho mình không thể chịu đựng được, thì cái đó nó gọi là cái quả đau khổ của bất hạnh. Thành ra trong cái chữ nghiệp đó, nó hàm chứa hai thứ. Một thứ á, là nó tích cực, nó gieo xuống, là do cái tính cách của mình nó đã hình thành như thế rồi thì mình đi theo cái khuôn mẫu đó. Cái thứ hai đó là nó như là một cái số phận, tức là nó là cái quả không thể tránh khỏi được. Và bây giờ khi chúng ta học sâu vào cái nghiệp này đó thì chúng ta sẽ tách bạch ra từng phần để chúng ta có thể hiểu rõ hơn, để chúng ta hiểu rằng nghiệp là cái gì đó, nó gắn bó trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó là không biết bao nhiêu kiếp, gắn bó trong cái suy nghĩ của mình. Cái này mới là chánh yếu nè. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác mà. Hằng ngày nè, từ kể cả giấc ngủ của mình đó, thì cái mà trong tâm của mình, cái suy nghĩ này vẫn hoạt động. Và đặc biệt trong cái giấc ngủ của mình đó, thì những cái hoạt động nó nằm trong cái hộ kiếp. Mà cái hộ kiếp là nó chứa cái gì thì chúng ta đã hiểu rồi. Nó chứa cả hai cái dòng nghiệp của mình, một cái dòng nghiệp tốt và một cái dòng nghiệp xấu. Nó chứa cả hai mà. Và nó trôi chảy ngày đêm. Và khi nó xuất hiện vậy, nghiệp tốt này nó xuất hiện hay là cái nghiệp xấu này nó xuất hiện 24/24, kể cả cái giờ chúng ta không nghĩ gì hết, nó vẫn xuất hiện. Thì mỗi lần nó xuất hiện như vậy là nó tạo tác. Tạo tác mạnh, tạo tác nhẹ, cường lực của nó mạnh hoặc cường lực của nó yếu, hoặc là nó kéo dài thời gian hoặc nó rút ngắn thời gian. Nhưng tất cả nó đều là nghiệp mà chúng ta gieo trồng suốt trong cái đời sống chúng ta. Và từ cái chỗ nó hình thành như vậy đó thì nó sẽ gom lại, nó tích lũy lại để chúng ta có thể phát biểu ra, thành ra cái quan điểm, thành ra cái quan niệm, thành ra cái nhận xét, cái nhận định, cái phán đoán của mình
trước tất cả những cái đối tượng mà mình tiếp nhận. Những cái đối tượng đó khi chúng ta thấy bằng mắt, chúng ta nghe bằng tai, chúng ta ngửi bằng mũi, chúng ta nếm bằng lưỡi, thân chúng ta xúc chạm, và kể cả khi chúng ta đã hình dung ra một cái gì để chúng ta có cái phán xét, có cái nhận định, thì nó cũng đều là một cái đối tượng để cho cái hoạt động về tâm thức của chúng ta khởi sanh. Và khi hoạt động tâm thức về chúng ta khởi sanh đó, thì nó sẽ diễn ra trong cái lộ ngũ và lộ ý. Thì trong lộ ngũ và lộ ý thì cái phần động tốc này chính là cái phần gieo nghiệp. Cho nên là nói là cái nghiệp á, là một cái hành động có cố ý, thì chúng ta nói là cái sở hữu tư. Bởi vì cái sở hữu tư là nó chỉ huy tất cả các cái pháp. Ví dụ như một cái tâm bất thiện thì sở hữu tư nó sẽ là tổng chỉ huy để mà nó huy động hết tất cả những cái pháp bất thiện cần thiết cho nó, và nó sử dụng kể cả cái thân này để nó có một cái hành động thuộc về cái tham, nó hiển lộ ra, thuộc về cái sân, thuộc về cái si. Và pháp thiện cũng vậy, khi mà nó hành động thiện thì cái sở hữu tư trong tâm thiện đó nó sẽ tận dụng tất cả những cái pháp đồng sanh với nó để nó chỉ huy toàn bộ cái hoạt động của cái thân tâm này, mà nó hiển lộ ra cái thiện của nó. Và chính vì vậy nó tạo tác. Chính vì vậy mà pháp cú 423 câu đó đã để cái câu thứ nhất và câu thứ hai đó là nó hết sức rõ ràng trong hai cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện đây. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nghiệp nó bắt đầu từ ý. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc theo sau như bóng theo hình. Tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý bất thiện thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kẹo. Chúng ta thấy cái pháp cú đấy, phải có nó thì cái lời nói nó phát sinh lên. Và cái lời nói đó nó có hai cái tầng cấp. Tầng cấp thứ nhất nó nói thầm ở bên trong. Tầng cấp thứ hai nó có âm thanh, nó nói ra. Và nó phức tạp như thế này. Trong cái nói thầm đó, nó nói trong cái đầu của mình, nhưng nó có ra điệu bộ cử chỉ. Tức là nó điều khiển bằng điệu bộ cử chỉ, chứ nó không dùng lời nói. Mà cái tác dụng về điệu bộ cử chỉ của nó, nó cũng là cái lời nói. Ví dụ cách đơn giản này, chẳng hạn cái người đứng đó mình thấy từ xa, mình biết mình nói người ta không nghe, mình ngoắc ngoắc, hoặc là biển ta đi đi, thấy chưa? Đó là thì những cái việc mà ác hoặc việc thiện người ta làm đó, nó cũng biểu hội bằng những cái ký hiệu mà người ta đã giao dịch với nhau. Vì thấy không, thí dụ như cái thời chiến tranh đó, người ta nói nếu mà thả cái con diều lớn mà cái màu nó sặc sỡ lên có nghĩa là tấn công, mà thả cái con diều trắng nhỏ hai ba con thì có nghĩa là phải lo rút quân, chẳng hạn vậy. Thì vì vậy theo cái lời nói, cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ thầm trong đó thì nó không phải hiển lộ ra chỉ bằng âm thanh, mà nó có thể bằng ra điệu bộ cử chỉ, hoặc là nó hiển lộ bằng những cái khác mà nó vẫn là cái suy nghĩ cực kỳ đa dạng. Và cái đó đối với nhà Phật á, là cái suy nghĩ tốt hay suy nghĩ không tốt đều tạo nghiệp thôi. Đó là những cái mà mình càng học đó, mình càng thấy nó rất là gần gũi, rất là thân thiết với mình, chứ không tìm đâu xa hết. Thành ra khi mình tu tập về thiền đó, là bao giờ cũng vậy. Cái pháp niệm tâm đó là nó cho thấy những cái khởi lên trong tâm. Và khi nó vi tế nữa thì niệm thọ, nó thấy trong những cái cảm thọ của mình. Tức là khi mình tiếp nhận bằng cái lục căn của mình đó, thì mình đều có cảm xúc. Thì những cái cảm xúc đó nó đều phát sinh ra những cái cảm thọ. Và mình thấy vui hay mình thấy buồn, hay mình thấy bình an, hay mình thấy không có gì hết, không có vấn đề gì hết, thì tất cả những cái đó nó đều là cái vi tế ở trong tâm. Hoặc là trong cái pháp hành thiền đó, thí dụ có vị thiền sư mới nói rằng hãy mình ngồi xuống đó, thì mình biết là nó đụng, cho nên nói đụng. Thì chữ đụng đây có nghĩa là xúc chạm. Thì bàn tay mình để lên một cái vật liệu gì đó thì nói đụng, tức là nó xúc chạm. Mình ngồi xuống
thì cái thân thể mình nó tiếp nhận ở trên cái gối thiền hoặc là trên một cái ghế, thì cái đó là cái đụng chạm, thì cái xúc chạm, thấy không? Thấy hết tất cả những cái đó. Thì cái hành thiền đó cho mình thấy từ trong cái suy nghĩ của mình, thì nó nằm trong cái pháp niệm tâm. Và trong cái pháp niệm tâm nó sâu hơn nữa, nó đi vào cái niệm thọ. Mà nó sâu hơn nữa là đi vào cái niệm pháp. Ngay cả cái niệm thân của nó đi nữa, thì tôi mới thấy những cái hoạt động của thân thể. Cho nên cái mà cái tu tập của mình mà để cho mình có thể kiểm soát cái nghiệp của mình, thì bao giờ cũng vậy, những cái gì khởi sanh lên mình đều biết hết. Hoặc là mình dùng các căn để mình nhận nó ra nữa. Ví dụ mình không kịp kiểm soát trong cái suy nghĩ, để mình nói ra cái lời nói, thì mình nói ra lời nói, hai cái lỗ tai mình có nghe lại nữa, thì khi mình nghe lại thì mình có thể kiểm soát. Nó luôn luôn có cái sự kiểm soát. Thì đối với nghiệp á, chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách chúng ta kiểm soát nó. Và như vậy kiểm soát từ trong cái gốc của nó là cái tâm ý của mình. Nó khởi lên cái gì mình cũng đều thấy biết cả. Và cái thấy biết này đó là nó khởi sự cho cái nền tảng của sự phát triển về tâm linh. Mà nói theo cái từ ngữ Phật học thông dụng mà chúng ta vẫn thường nghe đó, nó gọi là cái này là nó làm cho khởi sanh cái huệ nhãn ở trong tâm của mình. Tức mình không có thấy bằng cái dục nhãn nữa, mà mình thấy bằng huệ nhãn. Huệ nhãn đây tức là nói theo vi diệu pháp đó, thì cái huệ nhãn này nó là tâm thiện trí. Tâm thiện trí này đó, nó có ba cấp độ. Thứ nhất là thiện trí ở nơi cái phần cái pháp thiện này. Thiện trí khởi sanh lên trong thiền sắc giới, thiện trí khởi sanh trong thiền vô sắc giới, và thiện trí khởi sanh lên trong thiền tứ niệm xứ, tức là siêu thế. Thì khi mà nói cái huệ nhãn và thiện trí này là mình muốn nói đến cái thiện trí trong siêu thế. Tức là có ba cấp độ. Nói đúng hơn là chia thì nó ra làm bốn, nhưng nói làm ba. Tức là cái trí mình khởi sanh trong cái trí về tâm linh khởi sanh trong cái đời thường, làm cho mình biết cái việc này thiện, việc này ác. Cái thiện trí mình khởi sanh trong lúc mình tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới. Và cái trí mình khởi sanh khi mình tu thiền vipassana, hay là thiền tứ niệm xứ. Thì khi mình tu, mình hành trì này đó, thì cái đó nó gọi là cái huệ nhãn. Thì có nghĩa là cái thiện trí này nó khởi sanh trong siêu thế, và nó chỉ nằm trong cái thiền vipassana. Hay còn gọi là cái thiền tứ niệm xứ, là cái thiền đó mình quan sát những hoạt động thuộc về tâm, những hoạt động thuộc về thân của mình, để mình kiểm soát nó. Thì bây giờ trong cái bài kinh này nè, khi mà sư cô tóm lại ba cái điểm này đó, ghi trên bảng này đó, thì chúng ta thấy đầu tiên đó, khi mình nói tới nghiệp á, thì nó phải có liên quan tới một cái từ ngữ mà nó bao hàm những cái định hướng trong cái tâm linh của mình á, là đầu tiên nói đến giới. Cho nên bài kinh này đầu tiên mới nói là có bốn hạng người phạm giới. Hạng người phạm giới thứ nhất là sát sanh. Hạng người phạm giới thứ hai là trộm cắp. Hạng người phạm giới thứ ba là tà dâm. Và hạng người phạm giới thứ tư là phạm giới thuộc về khẩu nghiệp. Và tất cả bốn người phạm giới này, bốn hạng người phạm giới này, đều trong tâm đó có những cái yếu tố thuộc về quế nhiễm là tham, sân, tà kiến hay gọi là si. Như vậy năm cái giới căn bản của mình á, thì người phạm giới là phạm bốn cái giới đầu. Mà trong đó cái giới thứ năm á, nó nằm vào trong si này đó. Thì cái giới thứ năm này nè, bây giờ người ta biên ra nó thành ra cả một cái chùm quế nhiễm của nó. Cái chùm quế nhiễm của nó nằm đây. Tám cái tâm tham, hai cái tâm sân, hai tâm si, và cộng với 14 cái pháp bất thiện này đây, thì nó nằm ở khu vực này.
Khi mà phạm giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nghĩa là cái người phạm giới đó trong tâm có chứa tham, sân và si. Như vậy thì khi chúng ta đến với đạo Phật, nhiều người nói rằng nghe nhiều quá mà nghe cái nào cũng hay hết mà cuối cùng không biết tu sao trời. À, thì khi mình học cái bài này thì mình thấy rất rõ. Như vậy giới luật là cái mà Đức Phật nói là các con hãy tìm hiểu cho kỹ. Và cái giữ giới, hành giới là cái nên làm. Cái mà phạm giới là cái nên tránh. Thành ra Đức Phật nói rõ cái nên làm và cái không nên làm. Thì đó Phật dạy mình vậy thôi. Nên làm và không nên làm. Cái căn bản giữa thiện và ác. Thiện là giữ giới. Thiện là giữ giới. Bất thiện là phạm giới, là phá giới. Giữ giới và còn hành giới. À, con đường thiện ác nó phân mình chỗ đó. À, tu là như vậy. Rồi giờ tu thì bắt đầu từ đâu? Chúng ta thấy nghiệp chúng ta bắt đầu từ cái suy nghĩ của mình. Vậy khi mình tu mình kiểm soát, kiểm soát cái tâm ý của mình. Chứ mình không kiểm soát giờ ai kiểm soát cho? Mà mình có cái hay nè, mình thích kiểm soát người ta chứ mình không thích kiểm soát mình. Cho nên pháp thế gian đó là đi ra, cái pháp tu là đi vô trong. Mình có khả năng kiểm soát. Phải xác định tất cả chúng ta đều có khả năng kiểm soát. Nhưng mà chúng ta lầm lộn, mình kiểm soát người ta mà mình không kiểm soát mình. Có đúng vậy không? Bây giờ mình tu thì mình dùng cái khả năng đó để mình kiểm soát mình. À, còn nếu mình không tu thì mình dùng cái khả năng đó mình kiểm soát người ta. Ví dụ như người ta thường nói nè, ta nói á, hai người đàn bà cộng thêm với con vịt nó thành cái chợ. Tức là ý nói đàn bà nhiều chuyện lắm á, để cái tâm nó đi ra bên ngoài, nó không vô bên trong. Thì cái đó đó, nó không có loại trừ đàn ông. Quý vị thấy đàn ông ngồi quán cà phê, ngồi một cái ghế không đứng dậy, ngày nào cũng ngồi hết. Và cái quán rượu lâu cũng như vậy. Thì cái mục đích nó cũng không khác đâu. Kể cả người ta bàn cái chuyện chính trị, bà chuyện thời tiết, chuyện gì đi nữa, nhưng mà cái khả năng nhận thức, cái khả năng phê phán, cái khả năng kiểm soát, nó hướng về đối tượng bên ngoài. Cái chung nhất á, bây giờ chúng ta không có nói cái tốt xấu, mà chúng ta thấy rõ ràng cái sở thích của chúng sanh trong cõi dục đó là thích nói chuyện về những cái mối quan hệ chung quanh của mình, nhưng mà phóng ra bên ngoài thôi. Thì đàn ông đi một cách khác, đàn bà đi một cách khác, nhưng nói chung đều là một cái triết lý vong thân, một cái triết lý đi ra ngoài, chứ không phải một cái triết lý đi vào trong. Như vậy khi mình tu tập đó, mình bắt đầu mình sử dụng cái khả năng kiểm soát, cái khả năng nhận thức, cái khả năng phán đoán của mình đó, để quay vào bên trong. Thì thấy cái chỗ này khác chưa? Cho nên nếu mà mình đi vào cái con đường tu tập đó, thì dần dà đó, mình khi mình gặp cái đám đông đó, mình không có cái nhu cầu mà nói nhiều nữa. Còn hãy khi nào mình thấy một cái người mà người ta có cái nhu cầu tiếp xúc, cái nhu cầu nói nhiều đó, thì mình biết là họ đi con đường phóng tâm ra bên ngoài, họ không đi vào con đường bên trong. Và bản thân mình cũng y như vậy, không có sai khác gì cả. Mình thấy hai cái nhu cầu nó rất là rõ, nó đi vào bên trong. Và khi những cái người đó, hoặc mình nói mình cho nó khỏe, là tại vì mình học về cái vi diệu pháp này đó, thì mình phải hiểu rằng là cái tâm này khi mà nó chiếm lĩnh mình đó, thì nó không có phân biệt, không có phân biệt ai là ai cả, con người hay là con vật, hay là ma hay là quỷ gì đó, thì nó cũng giống nhau thôi. Khi mà chúng ta nhìn lên cái bản chi pháp này đó, thì chúng ta thấy pháp chân đế nó gồm có tâm này, tâm vương đây. Nó đi suốt từ cái tâm vương của dục giới là 54, cái tâm vương của cái sắc giới
là 15, tâm vương của vô sắc giới là 12, và tâm vương của cái siêu thế này đó là nó 40. Tất cả thì như vậy nó là 121 tâm, nó là pháp chân đế. Còn ở đây nè, chúng ta thấy 52 cái tâm sở này nó thuộc về pháp chân đế. Tất cả các cái sắc pháp này thuộc về pháp chân đế, niết bàn là pháp chân đế. Cho nên mặc dù nó có thực tính pháp hay không có thực tính pháp thì nó vẫn là pháp chân đế. Thì cái mà nói đơn giản nhất, còn chi ly thì sư cô đã giảng trong cái bài pháp thuộc đế và pháp chân đế. Còn này nói tổng quát á, cái pháp chân đế nó là như thế này, là nó vượt cả không gian và thời gian, nó không có bị những cái pháp thuộc đế chi phối nó, mà nó chính là cái người chỉ huy tất cả các cái pháp thuộc đế. Thì bây giờ nói cái tổng quát cho mình thấy nè, nó không có sự chịu nó không có chịu cái ảnh hưởng của cái không gian và cái thời gian, nó không chịu ảnh hưởng của chủng tộc. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, hàng tỷ tỷ năm trước, hay là cái hiện tại này, hoặc là cái tương lai này, thì thí dụ như một cái chúng sinh nào đó bị cái tâm tham hay là cái tâm sân chi phối hay tâm si chi phối, thì nó vẫn bị những cái tâm này hoành hành như thường. Thí dụ như bây giờ cái tham dục này á, mà khi nó xuất hiện ở một người đàn ông hay nó xuất hiện một người đàn bà thì cái bản chất của nó giống nhau, nhưng mà cái hiện tượng biểu hiện của nó có thể khác nhau. Nó xuất hiện nơi con chó, nó xuất hiện nơi con cọp, con rắn, con chuột, con heo, xuất hiện nơi một cái chúng sinh đó là ma hay là quỷ hay là dạ xoa thì nó cũng như nhau, hoặc địa ngục nó cũng như nhau. Cái bản chất của nó không có thay đổi. Một cái pháp thiện cũng vậy, khi mà nó xuất hiện nơi người nam, xuất hiện nơi người nữ, nó xuất hiện nơi người này là ông vua hay là một người ngủ dưới gầm cầu, nó xuất hiện nơi người già hay người trẻ gì đó, thì khi nó xuất hiện nơi đâu thì cái thân tâm của chúng sinh đó đều được bình an, đều được sáng suốt. Nó chi phối như vậy. Thành ra chúng ta sai lầm khi chúng ta nói rằng đàn ông thì hơn đàn bà thế này, đàn bà kém đàn ông thế này. Chúng ta không nói vậy. Cá nhân của cái người này có thể kém hơn người kia, cá nhân người kia có thể kém hơn người nọ, tỷ lệ này có thể hơn cái tỷ lệ kia, chứ không có thể nói là tất cả đều như vậy hết. Chuyện đó là nó không đúng. Là bởi vì khi trong cái luân hồi đó, những cái tập khí này nó xuất hiện nơi thân nam hay xuất hiện nơi thân nữ thì nó hoành hành trên cái thân nam, nó hoành hành trên thân nữ. Khi nó xuất hiện ở thân chó thì nó hoành hành trên thân chó. Nó xuất hiện trên thân trâu, nó hoành hành trên thân trâu. Nó xuất hiện nơi tâm của ma, nó hoành hành trên cái thân ma. Xuất hiện nơi thân quỷ, hoành hành ở thân quỷ. Xuất hiện nơi dạ xoa thì nó hoành hành ở dạ xoa. Cái năng lực hoành hành của nó. Thành ra đó, thí dụ như bây giờ đó, cái thời của Đức Phật đi, thì Đức Phật thành đấng toàn giác. Còn những cái vị đệ tử đi theo Đức Phật đó thì lần lượt thành Phật rất là nhiều. Giảng trên chư thiên như vậy đó, là khi giảng xong một cái thời pháp là hàng triệu chư thiên nhập vào dòng thánh. Thì cái người nào, cái chúng sinh nào có cái phước báo mà nhập vào thành thánh rồi, mà những chúng sinh khác chuyển tiếp mà ở trong cái thế giới súc sanh, thì cái tâm si nó hoành hành, nó vẫn cứ hoành hành trong cái cõi đó. Mà con người ở trong cái cõi dục đó mà bị những cái quế nhiễm này nó chi phối đó, thì nó vẫn hoành hành như thường. Thành ra mình phải hiểu vậy. Cái khi á, mà mình được cái phước báo á, mà cái tâm của mình nó bình yên, nó sáng suốt á, thì cái con người mình nó thánh thiện. Mà khi mình nổi điên lên rồi đó thì mình hung dữ lắm. Để làm chi? Để mình thấy rằng lúc đó là cái tâm sân nó đang chi phối thì nó hoành hành. Cũng như bão nó tới thì nó đâu có phân biệt đây là Việt Nam hay Lào hay Campuchia hay là nước Mỹ, hay là cái khu nhà giàu hay khu nhà nghèo. Bởi vì cái vận động của cái sức gió, cái vận động của mưa bão lũ lụt, thì nó đầy đủ những điều kiện, những yếu tố của nó sẽ phát sanh lên và nó hoành hành ở cái khu vực đó. Không thể nói được. Thành ra khi những cái pháp bất thiện nó xuất hiện trong tâm của mình, nó hoành hành như vậy đó. Thấy biết không? Nếu mình không thấy biết
thì mình nói hợp tác với nó, dính. Hiểu chưa? Dính. Thì mình là một với nó mà. Tại mình nói tôi tức quá, tôi bực quá, thì chỉ có nghĩa là tôi với là cái pháp bất thiện này nó kết hợp với nhau. Cho nên khi mình tu á thì bao giờ cũng vậy, cái cách mà mình tu thiền á là cái mình luôn luôn mình nói một cái trạng thái tâm khởi lên. Khi nó bực mình quá mình phải nói là không phải mình nói tôi bực mình quá, bỏ cái chữ tôi đi, mình nói rằng cái tâm tôi nó không yên, có một cái trạng thái bực bội đang phát sinh. Như vậy là những cái pháp bất thiện này nè nó đang xuất hiện nơi cái tâm này và nó sẽ chiếm lĩnh để nó hoành hành, gì không? Giống như bão nó tới rồi thì cái vùng đất này đó là nó sẽ xoáy lóc, nó cuốn đi và nó vùi dập, nó đập bể hết. Cũng như cái sân nó xuất hiện ở mình á, mình bực tức lên, mình nổi giận lên á thì ai mình cũng hung dữ hết. Kể cả cái đồ đạc nó không có tội tình gì á, mà nếu cần mình đá nó mình vẫn đá như thường, mình đập nó mình vẫn đập như thường. Quý vị thấy cái cơn bão trong cái nội tâm mình nó tới không? Trên cái tu á là để mình thấy tất cả những cái đó xuất hiện và nó hoạt động, nó có cái tự tính của nó ở bên trong. Thì cái tự tính đó chính là pháp chân đề. Và nó chi phối mình. Mình không có thể làm cái gì khác hơn ngoài cái chuyện mình thấy nó thôi. Và khi mình thấy nó vẫn là nó, mà cái thấy vẫn là mình. Nhưng nhiễm màu lắm, mình cứ tiếp tục mình thấy hoài. Bao giờ cái năng lực thấy biết của mình mạnh thì nó sẽ suy lại. Cộng với mình học giáo pháp, mình phân tích cho nó thấy. Khi mà quý vị tập cái này rồi nó hay lắm, nó có cái vui đó. Nó vui là vậy, cái khi á những cái tập khí xấu của mình nó nổi lên á thì mình đâu có kiềm chế được, nó phải đi ra chứ. Nhưng mà liền á những cái tập khí tốt của mình á, nó thuộc về cái thiện trí của mình đây, nó nói tại sao làm vậy, có biết làm vậy là sai không? Thì cái phần thiện của mình nó nhận thức ra, cái thiện trí của mình khởi, và cái pháp thiện nó làm cho mình đó, cái khi mà những tập khí xấu của mình khởi lên, cái pháp thiện nó ngăn chặn lại, nó làm cho mình hơi khựng lại. Rồi cái thiện trí này nó nói nè, và nếu như mình hiểu biết cái vận hành của cái chân lý về tâm linh á thì mình sẽ lắng nghe nó nói nhiều hơn, và lần lần đó cái tâm tính của mình nó có giảm thấy rõ. Phải lắng nghe nó. Và những cái này khi nó hoạt động trong tâm mình, nó chính là cái pháp chân đế. Tại vì bây giờ mình chưa có thành thánh được, mà mình có luân hồi bất cứ nơi đâu đi nữa đó, thì mình cũng sẽ thấy rằng nó hoạt động như thế. Nó xuất hiện ở đâu là nó hoành hành ở đâu. Dẫu bây giờ ngày hôm nay mình là thân người, mai kia mình là có là cái, ví dụ mình bây giờ mình thân nữ, mai kia mình có là thân nam cũng vậy. Mà bây giờ mình là cái thân nữ trong một cái gia đình nghèo khổ, mà bây giờ mình có mai mốt mình có đổi đời mình trở thành giàu có, nó cũng vậy. Nó cũng vậy thôi. Bởi vì tất cả những sự đổi đời đó nó nằm trong cái phước thiện, nằm trong cái quả thiện mà mình đã gieo ra do mình làm điều thiện. Còn cái phước về tâm linh đó, khi nó có nó mới kiểm soát được những cái mà nó thuộc về cái tham sân si, những cái phạm giới đây. Còn nếu nó không có, nó không, cái này nó không mạnh thì cái này mình tốt là tốt, mà mình nổi điên lên mình vẫn là nổi điên. Mình không có cái cách gì mà mình khống chế nữa hết đó. Cho nên mới nói cái giới á nó là cái hàng rào để nó nhốt những cái con thú dữ, những con thú xấu xa điên cuồng của mình lại. Đó là cái tham sân sinh của mình đó, là những cái con thú dữ mà giới nó nhốt lại. Khi nào nó bẻ hàng rào của giới nó làm bậy. Quý vị thấy khi con người ta phá giới đó, người ta thấp hơn súc sinh. Là ở cái chỗ đó, người cha hay ông nội hay ông ngoại đó, với cái đứa cháu 6 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi mình đây, mình không kiềm chế được cái thú tính của mình. Mà con vật đó
Có những con vật không có cái đó. Cho nên đừng tưởng rằng con người đó là có cái phước á, là có cái tánh linh này, là có cái thiện với thiện trí hơn con người, hơn con vật. Bởi vì con vật nó bị cái si ám nó che khuất mà. Nhưng những cái hành vi con người diễn ra trong cái thế giới loài người đó thì nó kém xa cả loài vật. Thí dụ như mới vừa đây người ta đăng tải một cái hình ảnh đó, là cái gia đình đó làm thịt cái con chó ăn, người ta mới chặt bốn cái chân đó, người ta chặt, người ta mới cho cái con chó trong nhà nó ăn. Thì khi cái con chó đó, nó lại nó ngửi bốn cái chân đó, thì ta bỏ trên cái miếng giấy hay miếng vải gì đó, thì lạ thay con chó này nó không ăn mà nó nắm cái đầu của cái miếng giấy bên đây, nó gập lại giống như nó gói lại nó để rồi. Thì tất cả người trong nhà đều sửng sốt hết, bởi vì bốn cái chân đó là bốn chân con chó mẹ của nó. Người ta nuôi chó để ăn thịt, thì chó mẹ nó đẻ ra chó con, bây giờ người ta ăn thịt cái con chó cái, thì người ta cho nó bốn cái chân để nó ăn. Nhưng khi nó ngửi rồi nó không ăn, mà nó lấy cái miếng mà để bốn cái thịt chó, bốn cái giò chó lên đó, là nó cuốn lại, nó gói lại chỗ đó. Thì quý vị nói á, nó có trí hay không mà biết. Nếu nó không có trí thì nó cũng có cảm nhận, mà trong cái cảm nhận đó cái thiện lành của nó phát sanh lên, cho nên nó không ăn thịt mẹ của nó. Và trong cái luân hồi này đó, là những cái chúng sinh mà nó ở trong cái nhà mình á, là thân quyến của mình. Cái con chó mà mình vừa giết ăn đó, mình có biết đâu là người thân mình tái sanh nằm ở chỗ đó. Cho nên con người mình thấp kém hơn, vì mình ăn thịt súc sinh, mà trong súc sinh đó có khi là quyến thuộc của mình không biết. Nhưng con chó nó ngửi cái miếng thịt đó, nó biết đó là mẹ nó, mà nó dùng cái miệng đó, nó để tiếng cái đó lại, nó không. Trong cái súc sinh nó có những cái loài đó, nó không có loạn lên, không bao giờ nó loạn lân hết. Ví dụ như mình nói chim yến đi, chết là thôi, nó ở vậy suốt đời, nó có đôi bạn, nó bay với nhau, nó sống với nhau, mà một con á mà nó chết rồi thì cái con kia vĩnh viễn ở một mình. Còn con người đó hiếm lắm, con người thì tà dâm là khủng khiếp, thấp kém hơn cả loài vật. Thì như vậy những ai đã phạm vào cái chuyện đó đó, con đường đi tới những cái súc sanh mà thấp kém hơn là có. Ví dụ những người tà dâm mà dữ dằn mà độc ác, quý vị thấy họ sẽ sanh ra làm loài rắn. Vì cái loài rắn nó có khả năng giao hợp trong 7 ngày đêm và rất nhiều con rắn. Thì con đường đã đưa tới rồi, tất cả nó vẫn đi bằng tâm. Ngày hôm nay cái khuynh hướng chúng ta sống như thế nào thì con đường tái sanh nó đã mập mờ cho thấy rõ, chứ không phải không thấy. Như vậy cái bài kinh này nè, Đức Phật nói rất rõ trong vấn đề giới. Người phạm giới thì cái con đường đau khổ nó sẽ phải có mặt. Tu tập là như vậy đó. Nghiệp nói gọn lại, từ trong ý, từ trong khẩu, từ trong hoạt động của thân. Và tất cả những hành động của con người, một là nó nằm trong cái giới luật, nó phát triển những cái mặt tích cực của giới luật. Hai là nó xé rào, nó phạm giới, nó để cho ác quỷ trong tâm của nó đó, là tham sân với si nó hoành hành lên. Và khi nó hoành hành như vậy thì phải nhớ rằng nó hoành hành trong cái thân của ai, thân của chúng sinh nào, thì nó y như vậy, nó về bản chất của nó không thay đổi. Thí dụ như bản chất của sân là quỷ hoại, thì nó nằm nơi người nam, người nữ, như con chó, con cọp, con rắn, con rít, con gì nó cũng giống nhau ở cái bản chất đó. Nhưng cách biểu hiện nó khác. Con người có thể đánh, có thể giết, có thể sử nhục, có thể làm nhiều trò ma quỷ để đưa người ta vào những cái chết mà gọi là lên bờ xuống ruộng.
Nhưng mà với con rít thì nó có sẵn cái nọc độc, thì nó kẹp một cái là xong. Con rắn thì nó cắn, chẳng hạn vậy. Tức là cái phương tiện, cái cách thức của nó thể hiện khác nhau, nhưng bản chất nó là hủy hoại cái đối tượng nào mà nó xâm phạm. Vì nắm cái này kia. Cho nên cái đường luân hồi đó, chúng ta tái sanh đó, thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã hoạt động mà nó gọi là nó nghiêng về cái gì, thì nửa sau chúng ta sẽ có cái thân đó để nó phù hợp với là cái khuynh hướng, cái tâm tánh của mình nó sẽ đi về đó. Cho nên cái phước mình sanh ra làm người, mà khi mình chết rồi đó, mình có thể làm người được hay không đó, xa lắm, xa dữ lắm chứ không phải gần đâu. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên mới nói có được thân người là khó, nhưng mà để được tái sanh làm người đó còn khó hơn nữa. Vì khi chúng ta sống ở cái thế gian này đó, thì chúng ta bám víu mà. Chúng ta bám víu. Và chúng ta mặc định rằng mình sống. Chứ chúng ta không có mặc định rằng là đời mình là vô thường. Tất cả những gì chúng ta có, chúng ta đều mặc định trong tâm là chúng ta sẽ gìn giữ nó, chúng ta sẽ có hoài nó. Nó sẽ ở lại mãi mãi với ta. Không, lực của nó là vô thường. Và khi mà chúng ta mặc định như vậy thì chúng ta khổ đau. Nay mình có công ăn việc làm, vừa dễ dàng, vừa lương thiện, mà lại là được cái người ta trọng vọng nữa, lợi tức thì cao. Nhưng cái phước nó trổ tới đâu thì nó phải dừng lại. Qua nó trổ cũng có mùa có thời thôi. Phước con người cũng vậy, nó sẽ đổi thay. Nó chỉ có duy trì được, kéo dài thêm một ít nữa, là trong khi nó trổ hoa đó, thì nó phải làm cái gì để cho cái hoa này nè nó được tươi luôn. Thì nó phải làm những cái điều đẹp như hoa thì hoa nó mới tươi được. Còn không nó sẽ hủy hoại. Cái phước trổ sanh thuộc về phước thiện, để chúng ta được thuận duyên nhiều thứ, thì chúng ta phải tạo tiếp những cái điều tốt đẹp thuận duyên, thì mai ra cái phước này được hưởng nhiều hơn. Còn nếu như cái phước này nó trổ sanh mà chúng ta sử dụng những cái này để chúng ta làm những cái điều mà phải nói là nó không có đúng chút nào cả, thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả nó rõ ràng. Quý vị nhìn toàn thế giới này, đừng nhìn bất cứ một cái người nào hết. Mình nhìn những cái trường hợp cá biệt đó rồi mình mới kết luận là trên toàn thế giới này. Những người đàn ông mà thành cái sự nghiệp đó, thì đều hủy hoại bằng những con đường rất tầm thường. Cái con đường đó là cái con đường trai gái. Con đường đó là con đường chủ yếu. Con đường thứ hai là con đường của bài bạc. Và cái con đường thứ ba là con đường thọ hưởng, rượu, ma túy, dần dần. Đều bị hủy hoại hết. Phần lớn đều như vậy ha. Còn cái người nào mà giữ được đó, thì người ta tôn cái gì đó là bậc thánh rồi. Ví dụ như xứ Ấn Độ có người được gọi là thánh, đó là thánh Gandhi. Sống cái người làm chính trị, một cái người có quyền chức cao, nhưng mà cái người đã sống rất là thánh thiện như một người tu, thì đó là bậc thánh, xứng đáng như vậy. Mà ngày nay đó, trong cái thời đại chúng ta ngày nay đó, những người nữ càng lúc càng thành công trong nhiều cái lĩnh vực ở xã hội này. Và khi họ thành công họ giữ được lâu, bởi vì cái tỷ lệ của người phụ nữ mà có cái quyền bính trong tay, có cái quy lực trong tay đó, mà đi vào con đường tà dâm thì tỷ lệ thấp. Mà nếu như cái người nữ đó đi vào con đường đó thì cái hủy hoại vẫn hiện ra. Và tất cả những người sự thọ hưởng khác đó, thì cái người nữ, cái tỷ lệ của người nữ phạm vào trong cái đó cũng ít hơn. Cho nên họ thành công và cái phước đức của họ rất lớn. Như vậy nói như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ có giới. Năm giới này có phạm không? Mà bốn giới phạm thì cái tham sân si này nó thuộc về cái giới thứ năm đó, nó phạm hết. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Nếu không phạm giới thì phước báo được duy trì, nếu phạm giới thì phước báo hủy hoại nhân. Và khi mình có tiền, có của, mình có danh phận bằng con đường chân chính thì cái đó giữ được rồi. Mà mình có tiền, có của, có quyền lực, có danh vọng bằng con đường mua bán, bằng con đường lừa đảo, thì cái đó đó là mình nằm ở đây chăn êm nệm ấm, mà dưới này thì lửa nó cứ đốt cháy lên. Và tất cả những cái đồng tiền tích lũy là những con rắn độc. Và cái hủy hoại đầu tiên người ta nhìn thấy đó là cái hủy hoại cái cuộc hôn nhân của chính người đó, do người đó phá hủy. Một hủy hoại thứ hai mà người ta sẽ nhìn thấy cái sức tàn phá của những cái pháp bất thiện phá giới này đó, là nó hủy hoại nơi con cái của họ. Rồi một cái hủy hoại người ta nhìn thấy nữa, chính những người cộng sự mờ ám của người ta sẽ phản phúc lại. Dẫu người ta không muốn phản phúc, người ta vẫn phản phúc. Bởi vì sao? Người ta phải bảo vệ những cái điều mà người khác phải nín đi, thì cái sự xấu xa của người ta mới không lộ ra. Người thấy con đường này chưa? Đây là con đường tâm linh. Cho nên vì cái lẽ đó mà trong cái luân hồi cũng như trong cái hiện kiếp này đó, nó có cái sự rắc rối. Mà Đức Phật khi giảng cái bài kinh thứ nhất là tiểu kinh nghiệp phân biệt đó, thì có nói rõ thế này: con người ta thọ hay là yếu, giàu hay là nghèo, danh phận lớn hay danh phận nhỏ, vân vân, tất cả đều do nghiệp tạo ra hết. Nhưng mà đó là giống như một cái công thức cố định thôi. Bây giờ đi vào chi tiết hơn nữa thì Đức Phật giảng cái bài kinh Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt, tức là bài kinh này nới rộng ra một chút chứ cũng chưa nói hết. Thì khi mà nới rộng ra một chút thì cái phần đầu tiên đó, thì vì cái chỗ này nó giới cho nên sư cô cũng dùng cái chữ giới luôn để cho mình thấy rõ ra. Bây giờ cái cặp đầu tiên này là cái phạm giới thì lại tái sanh vào trong cõi dữ. Thì như vậy đây á, nó gọi là cái quả tương ưng. Quả tương ưng, quả tương ưng tức là nhân nào quả đó. Phạm giới đây là nhân xấu thì nó cho quả xấu, thì nó tương ưng rồi. Thì nó giống như cái phần của bài Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt. Bây giờ tới cái phần thứ hai, phạm giới nhưng được tái sanh vào cõi lành. Thì như vậy đây đó là nó gieo xuống một cái nhân xấu, nhưng mà khi gặp nó lại gặp cái nhân lành. Đây là một cái mà người ta rất là khó xử. Cũng như bây giờ những cái người mà họ đi giết người, đi cướp của đó, thì mà họ trốn được có khi mấy chục năm vậy đó, thì trong mấy chục năm đó là họ hưởng cái đồng lừa tiền bất chánh đó, thì họ hưởng đầy đủ những cái thứ mà trên thế gian này người ta mơ ước. Hoặc là những người có quyền, có chức mà đi ăn cắp ăn trộm, đừng nói tham nhũng tội nghiệp, cái từ ngữ Hán Việt lắm, nói rõ cho đồng bào biết, ăn cướp với ăn cắp. Thì có quyền có chức mà ăn cướp ăn cắp, nhưng mà sao thấy bây giờ sướng quá, quyền cao chức trọng, con cái được đi du học nước ngoài, có nhà có cửa có xe có cổ có tất cả đủ thứ hết rồi. Thì nó ở trong cái lành này, nó không những trong cái hiện kiếp này mà khi tái sanh nó vẫn có cái lành. Nhưng mà không phải nó đi trái cái quy luật á, là nhân nào quả đó đâu, không phải nó trái đâu. Mà như lần trước sư cô đã giảng trước cho quý vị rồi, giảng trước để mình có dịp mình nhắc lại, là khi nó gieo xuống đó, nó gieo bằng cái tâm tạo tác đây nè, tất cả những tâm động tốc này tạo tác đây, mà để chỉ huy bằng cái sở hữu tư này đây đó, thì nó rất là phức tạp. Cái nhân đầu tiên mà nó gieo á, thì nó sẽ trổ trong cái quả tới. Đây, cái con đường của mình đây, đây là cái hiện kiếp nè, hiện tại của mình đây, đây là quá khứ nè, đây là tương lai. Cái tương lai gần là sẽ đi tái sanh ở đây. Thì cái
Cái tâm động tốc đầu tiên nó mới đưa đi tái sanh ở cái chỗ này. Nó đưa đi tái sanh tại chỗ này. Tại cái kiếp kế này nó chỉ có cái quả kiếp này. Còn năm cái chính giữa nè, nó tái sanh chưa biết ở chỗ nào. Nó chưa biết bao giờ nó mới hết. Xin lỗi, cái thứ nhất này nó tái sanh trong, xin lỗi, nó trổ quả trong cái hiện kiếp này. Trổ quả trong cái hiện kiếp này. Và cái cuối này nè, cuối này nó sẽ trổ sanh trong cái kiếp kế này. Còn năm cái chính giữa này nó trổ sanh chưa biết lúc nào. Cho nên bây giờ cái người trong cái hiện kiếp này, trong hiện kiếp này phạm giới làm những điều cực ác, nhưng chưa có thấy luật pháp sờ tới, nhân quả cũng chưa sờ tới họ. Thì như vậy có nghĩa là cái tâm động tốc thứ nhất này nó chưa có trổ sanh trong hiện kiếp này. Thì vậy đâu, nó chưa xuất hiện đây. Cái thứ nhất này nó chưa xuất hiện đây, nó chưa có mặt ở đây. Nó chưa, nó tiềm ẩn không biết tới cái giờ nào mà không biết. Và như vậy khi cái người này mà chết rồi để đưa đi tái sanh đó, thì như vậy đó, cái tâm cuối này nó có thể là nó sẽ vẫn có thể tái sanh ở cõi lại. Và chính vì vậy đó mà cái những cái vị chư thiên, những vị chư thiên đó, trong cái bài của mình nó cứ nêu lên bốn bậc chư thiên, là những cái vị này đã đắc thiền định và có thần thông, thì thấy nơi mình đó, nơi cái chỗ mình ở đó, là có cái mình dùng cái năng lực của mình mà có thể thấy là có những người gieo ác nghiệp và có gặt cái quả xấu tương ứng. Thấy rõ biết rõ vậy. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là người phạm giới nhưng mà có thể tái sanh vào cõi lần, thì chính chư thiên cũng có thấy rõ ràng là cái người tạo ác nghiệp nhưng lại tái sanh vào cõi chư thiên. Có chứ không phải không có. Thì cái nguyên nhân mà chúng ta giải thích á, thì chúng ta nói là do khi bảy cái tâm động tốc này nó tạo tác, thì có những cái nó trổ quả liền trong hiện kiếp, có những cái nó trổ quả khi kiếp này tái sanh, có những cái nó phải chờ đợi không biết được kiếp nào nó mới giải ra. Vì vậy mà nó phức tạp, vì vậy mà nó khó hiểu, và vì vậy mà người ta có người tin, có người không tin, có người chấp nhận, có người không chấp nhận. Thì cái tin hay không tin, chấp nhận hay chấp nhận là quyền cá nhân của mỗi người. Còn đây chúng ta nói cái sự phức tạp, cái sự rối rắm của tâm. Lý do là sao? Lý do thứ nhất, trong cái hoạt động của các cái tâm động tốc này là như vậy. Và trong cái thực tế á, nó như thế này. Con người ta có thể làm cái điều ác, nhưng mà sau đó rồi đó, khi người ta hối cải, người ta làm điều tốt, thì nó sẽ chặn lại chứ. Nó làm cho những cái quả bất thiện nó chậm trổ sanh. Và cái tu tập của mình á, là làm cho tất cả những cái quả bất thiện của mình nó chậm trổ sanh. Trong thời gian nó chậm trổ sanh đó, là mình tu tập để mình làm cho cái công đức của mình được dày. Đến khi nó trổ sanh rồi thì mình tiếp nhận nó bình thường, coi như không có gì cả. Thì đây cũng là một cái chi tiết mà sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài. Đó là một đấng toàn giác mà có người đệ tử giỏi, tu đắc thiền định, có thần thông, mà nó lại cứ giết mình chứ. Khi mà pháp thế gian mình nói rằng trời ơi, đệ tử mà đi giết thầy, chắc thầy cũng có cái gì đó nó mới giết chứ, làm sao không có cái gì nó giết được. Nhưng mà hỏi cái gì nè, Đức Phật là đấng toàn giác, mà Đức Phật có cái gì mà Đề Bà Đạt Đa phải giết? Thấy không? Bởi vì cái tâm người ta muốn chiếm đoạt cái đó thì người ta giết thôi. Nhưng mà cái điều người ta nói nó không phải là không đúng, nhưng nó không đúng trong hiện kiếp, mà nó đúng từ trong cái tiền kiếp vô lượng kiếp giữa hai người này, nó có cái ân oán với nhau. Ví dụ như một trong những cái chuyện đó nó là như thế này. Cái chuyện này có kể lớp này rồi. Cái nhà này rất là giàu, sau đó bị suy sụp. Thì tới cái thời của cái người sau này đó thì nghèo, con cháu sau này nghèo. Thì bữa đó cái đứa cháu ngoại nó mới nói với bà ngoại đó,
bà mua cho con một bộ đồ đẹp. Thì bà không có tiền để mua cho cháu, thì bà mới lục ba cái đồ giống như mình soạn ve chai vậy. Thì bà mới đem một cái món nó cũ kỹ rồi đem ra bà bán. Thì cái người đi mua ve chai đó là tiền kiếp rồi để bà đặt ra. Lợi thì cầm cái đó lên cạo cạo rồi thấy là vàng thiệt. Thì liền cái người mà nó gian xạo đó, cái nó nhanh lắm, liền cái đó nó quăng xuống cái bạch liền. Nó nói ba cái đồ này không xài mà đem ra bán. Thì bây giờ đó là tôi trả cho bà hai cắt, bán thôi, quăng cái bạch đi. Nhưng mà đi rồi có cái chủ ý người đi, bởi vì nó gọi là thủ đoạn mà. Cho nên đi nó nghĩ vậy nè, mình đi chút xíu mình quay lại, mình nâng giá lên mình mua. Chứ còn mình mua liền cái đó, nó nghi cái là nó không chịu bán, là nó bán cao thôi. Thì khi cái vị này mới vừa đi ra thì một người mua ve chai long dịch khác vô. Thì bà cụ bà con nói là bây giờ tôi có nhiều đầy bán rồi mà bây giờ trả làm sao cho tôi mua đủ cái bộ đồ cho cháu ngoại tôi không đòi thêm. Thì cái vị này coi xong mới nói là cái bộ đồ của cháu bà có 2 đồng bạc thôi, mà trong khi này nó trên 2.000 đồng, tôi không có đủ tiền mua. Thì bà mới nói vậy sao cái ông trước cũng trả có 2 cắt, ông nói cái đồ này không ai dùng. Thì ông này cũng nói không phải vậy, cái này nó phải trên 2.000 đồng. Bây giờ tôi không có tiền, giờ tôi nói bà nghe, bây giờ bao nhiêu tiền trong túi tôi móc tôi đưa bà trước, rồi bà chờ tôi lấy cái này đó, rồi tôi qua bên kia xong tôi bán xong rồi tôi đem qua thì tôi mới trả bà. Còn cái cũng như cái tiền lời bà cho tôi nhiêu cho vậy đó. Thì cái bà này bà mới nói vậy, thôi khỏi trả lại, bao nhiêu đây nó dư mua cái áo rồi, bà cứ đi đi. Thì cái ông này cũng đi ra, thì ông ra là cái ông lên cái ghe nó đưa qua xong. Thì lúc đó cái người này cũng đang trên đường quay trở lại, thì bà già này bà nói y chang vậy đó. Thì ông mới tức tới quá, ông mới hụt tóc ông chạy ra cái bến đò. Thì lúc đó là cái ghe đi ra giữa dòng rồi, thì ông tức quá ông học mau chết. Thì thấy có không? Cho nên có những cái người đó, cái đời này ra nó không có làm cái gì hết, nhưng mà những người khác họ cứ đeo đẳng, họ cứ chỉ trích, rồi cứ ganh tị, họ cứ nói xấu, họ cứ muốn làm nhục, họ muốn tạo đủ thứ những cái sự bất hạnh cho người này hết, bởi vì nó mang hận thù từ nhiều kiếp. Chứ không phải trong hiện kiếp, khi mình nói trong hiện kiếp không đó thì có khi nó không đúng. Vị này trong cái hiện kiếp này thành Phật mà, làm sao có những cái chuyện mà giống như là cái thế gian phàm tình được. Nên nó vẫn đeo đẳng như vậy. Vậy nó có cái nguyên do sâu xa của nó thì nhiều kiếp. Kiếp này là ơn nghĩa chứ đâu phải cái kiếp này là cái kiếp để hận thù. Nhưng mà người này thọ ân là thọ ân, mà phản phúc là vẫn là phản phúc. Vậy rõ này chưa? À, còn khi người ta nói không có lửa sao không có khói, không có lửa sao có khói, thì có lửa, nhưng mà có lửa hiện kiếp hay lửa tiền kiếp? Vì rõ cái này chưa? Tại cái mối dây mà nó gặp lại trong đời này là mối dây nhân quả, rõ chưa? Một con chó, con mèo mình gặp trong cái đời này, nó nhảy vô nhà mình nó ở, rồi mình đi mua về ở, rồi người ta cho nó ở với mình, thì bao giờ nó cũng là thân bằng quyến thuộc của mình. Bất cứ những người nào mà mình có giao tiếp để có ứng xử với nhau và có mối quan hệ với nhau đều nhớ rõ đây là nhân quả. Và cái nhân quả này giữa cái thiện và bất thiện đó là nó đang xen nhau. Ngày hôm nay tử tế như thế này, ngày mai chưa biết ra sao. Vì thế ông vợ chồng đầu ấp tay gối, con ở đây, nhưng người ta giết nhau cực kỳ tàn nhẫn, không biết được rồi. Ngày hôm nay gì ạ? Cha mẹ với con cái nè, ngày mai nó giết không biết được, mà cũng không biết là chính cha mẹ này có giết con hay không, cũng chưa biết được. Đang. Cho nên Pháp Chân Đế dạy chúng ta phải thấy gì? Khi chúng ta ứng xử với nhau, chúng ta nhìn vào tâm, tâm thiện hay tâm bất thiện, nhìn cho rõ. Còn nếu không, ta nói đây là cha mẹ với con cái, ta nói đây là anh em ruột thịt, ta nói đây là tình chồng nghĩa vợ, à, người ta nói đây là cái người tình với nhau chẳng hạn, là tất cả đều nó cột bằng cái chữ tình,
Nhưng trong cái chữ tình đó, nó kết với nhau bằng nhân quả. Nhân quả này có lúc nó là ngọt ngào, có lúc nó cực kỳ đắng cay. Không thể lường được, nhưng có thể lường được ở chỗ nhìn thấy tâm mình và thấy tâm người ta. Nó diễn ra lúc nào? Năm nay cái mùa này đó, cây trái tốt nó quằng cây xuống, sang năm chưa chắc. Chưa chắc. Chúng ta sống với nhau cũng vậy, chưa chắc. Còn mình lúc nào cũng chắc. Cái đau khổ, cái bất hạnh của đời mình để suy sụp đó là mình chắc. Không chắc cũng ráng mà chắc. Trong khi thực tế cái cuộc đời nó không có chắc cái gì. Quý vị thấy người Việt Nam mình nó sâu sắc lắm. Ông cha ông ngâm cái lúa giống, ông thấy lúa giống tốt quá, ông nói thằng con, lúa giống năm nay tốt quá, ba chắc thế nào cũng được mùa. Nó không chắc đâu ba, tới chừng ông gieo xuống mạ lên tốt quá. Ông nói mạ về mà không chắc nữa, thôi chừng nào mới chắc. Nó nói không chắc đâu ba. Thế ông mới đem cấy xuống, mấy ngày sau ông thấy lên tốt quá, ông nói chắc ăn rồi, bởi vì mạ tốt quá. Tới chừng nó lên á, nó ra nó trổ đồng đồng, nó sai quần. Ông nói chắc ăn rồi, nó nói chưa chắc đâu ba. Tới chừng ông gặt lúa quá trời lúa luôn, ông nói chắc ăn chưa mày, lúa về chắc ăn chưa, nó nói dũng chưa chắc ba. Thế ông mới đi sai lúa về, ông nấu cơm lên rồi ông hỏi chắc ăn chưa mày, nó nói chưa chắc ăn. Ông điên, ông đá một cái nó văng hết, không còn cái gì hết á. Nó nói ba thấy ông đâu có chắc ăn đâu. Cho nên là phải hiểu đó, cái đời sống hãy nó có phước thì nó còn, nó tổn phước thì nó hết. Nhớ vậy, để đừng có chắc ăn cái gì hết á. Nấu nồi cơm lên rồi mà chưa chắc ăn mà. Chúng ta cứ đọc cái thông điệp trong cái thân, cái tâm chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy rồi. Cái tâm mình có khi bình thường, khi nó không bình thường, khi nó vui, khi không vui. Cái thân mình cũng vậy, cái lúc nó điều hòa, cái lúc nó không điều hòa, nó đang xen nhau. Từng phút từng giây nó đang xen nhau. Như vậy chúng ta hiểu rằng không thể nào cái phước báo của chúng ta nó có thể kéo dài một thời gian quá lâu được. Nó luôn luôn, nó luôn luôn nó thay đổi và nó chứa đầy cái sự bất trắc. Vì thế không? Cái dịch lý của Đông Dương nói nè, ở đây á, là Dương nè, bên đây nó là Âm. Mà nó làm gì nè? Mà bên đây nó làm gì? Cái ngày có nghĩa là Âm này nè, cái phần Âm này, cái phần tối nè, Âm Trung Hữu Dương, và nó có cái phần sáng này. Mà đây là phần sáng đó, là cái Dương Trung Hữu Âm. Nó đều trong cái êm đềm này, nó đều chứa cái mầm của cái sự hủy hoại. Quý vị gieo một cái hạt giống xuống này, đây. Cái hạt giống chúng ta thấy nó cái hộp đây. Quý vị thấy nó tròn trịa từ trong ra tới ngoài, tốt đẹp không có gì hết á. Nhưng những lá mầm ở trong này á, nó là cái mầm để nó hủy hoại đây. Nó hủy hoại nó mới lên cái cây. Cái lá mầm nó vươn lên, nó xé cái vỏ bên ngoài ra, thì nó vươn lên, nó thành cái cây, thì cái hột không còn, có phải vậy không? Cho nên nó chứa đựng cái sự thay đổi bên trong này. Và cái đạo nó nằm đây. Cái đạo là nó chứa tất cả như thế này. Cho nên nó phải có cái dòng ngoài để nó bọc ở bên trong. Một bên là Âm, một bên là Dương. Nhưng mà trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Chúng ta thấy phối chưa? Mà cái dòng ngoài này mới giữ được, cái đạo nó giữ được. Như vậy đó, trong tâm của chúng ta đó, nó cũng có, đây là Dương, đây là Dương. Cái phần này là phần Âm, thấy rõ chưa? Và lần trước sư cô nói với quý vị, cái huệ nhãn này nè, để mà nó soi sáng, nó mới bọc hết cái này. Quý vị thấy chưa? Nó soi sáng hết, nó dung chứa được hết, và nó tồn tại là nhờ cái này. Còn nếu không, cái luật này nó sẽ hủy hoại lẫn nhau.
âm trung hữu dương, dương trung hữu đông là nó quỷ hết. Cái tốt này nó sẽ bị phá hoại, cái xấu này nó cũng bị phá hoại, nó có thể chuyển thành cái xấu hơn, và có thể chuyển thành cái tốt. Cái tốt có thể chuyển thành cái tốt hơn, có thể chuyển thành cái xấu hơn. Lực của nó đi như vậy. Cái mà để cho chúng ta tồn tại và chúng ta đây đó, mạnh mẽ, chúng ta đi sáng suốt và chúng ta được bình yên, nó chính là cái dòng bên ngoài đây. Và nơi đây chính là cái huệ nhãn để chúng ta soi sáng lên. Và đây là cái phát hiện tứ niệm xứ để chúng ta thấy cái gì đang khởi lên trong tâm. Cái hành thiền là để thấy biết rõ hoạt động của thân và tâm. Thì thấy rõ này chưa? Đó. Cho nên cái mà mình tu học để mình tài bồi chính là cái huệ nhãn này đây. Chứ nó không phải nằm trong cái phần xấu, cũng không phải nằm trong cái phần tốt. Nó không phải nằm trong cái âm, cũng không phải nằm trong cái dương, mà nó nằm trong cái lẽ đạo này đây. Là cái huệ nhãn này nó mới chi phối hết. Mà khi chúng ta không rèn luyện nó đó, thì chúng ta phải chịu cái nô lệ. Cái nô lệ là pháp thiện đang chi phối hay pháp bất thiện đang chi phối? Hãy pháp thiện chi phối thì chúng ta hành thiện, mà pháp bất thiện chi phối thì chúng ta hành pháp bất thiện, mà chúng ta không thoát ra được. Cái mà chúng ta thoát ra là đây, là cái huệ nhãn đây. Đứng để quan sát, để nhìn một cách khách quan. Khách quan với chính mình. Cha mẹ mà bị cái ái nhiễm á thì không bao giờ khách quan với con. Giữa con mình với con người khác, con mình số 1. Hoàn cảnh nào con mình cũng đúng hết. Đó là ái nhiễm. Còn cái người cha người mẹ mà khách quan có trí đó, thì biết rõ khi cái việc mà hai đứa nhỏ nó xích mích nhau đó, mình chỉ cần nghe hai đứa đó rồi mình biết cái đứa nào chủ mưu rồi. Nhưng có những người rất lạ nè, biết rõ giận binh con mình, thấy không? Thành ra cái sáng rồi nó tối, sáng rồi nó tối. Cũng như mình cũng vậy đó. Cái khi mình biết rõ cái chuyện đó đúng rồi, nhưng mà cuối cùng không làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tập khí xấu mạnh hơn. Ví dụ như bây giờ mình nói uống cà phê nó ghiền, uống trà nó ghiền, uống thuốc nó ghiền, biết chứ. Bỏ không được. Để tập khí mạnh hơn. Đúng rồi chứ. Tập khí mạnh hơn thì bỏ không được, chỉ có vậy thôi. Tại sao có người ăn mặn chuyển qua ăn chay dễ, coi như không có gì. Còn có người thì thiệt tình muốn lắm mà không được. Tại sao vậy? Vì cái tập khí ăn thịt súc sanh nó nghiện nữa. Nghiện rồi bỏ không được, khó bỏ lắm. Phải nguyện dữ lắm, phải tập dữ lắm mới được. Còn có những người ta ăn mà chưa kịp nghiện thì sau đó đổi gì cũng được. Cũng như người ta vẫn hút thuốc nhưng mà người ta bỏ được đâu có gì đâu. Tại vì hút chơi một vài điếu cho biết thôi. Trà người ta vẫn uống, cà phê người ta vẫn uống nhưng người ta không nghiện. Thì người ta bỏ đâu dễ dàng. Ví dụ như bây giờ bữa nay muốn uống thì muốn, mà ngày mai ngày mốt bữa kia không uống cũng không thành vấn đề. Nước trà cũng vậy, cà phê cũng vậy, muốn dùng dùng cũng dùng thôi. Thì cái đó đối với người ta cũng rất dễ. Thí dụ nhà ta đến một cái nơi mà nó không có những cái thứ đó, người ta bình thường. Còn những người mà nó nghiện rồi đó, mà đến những nơi mà không có cái đó là người ta làm gì không được. Thì cái ăn mặn ăn chay nó cũng y vậy thôi. Mình nhìn nơi đó để thấy gì? Để thấy tập khí từ vô lượng kiếp. Nghiệp là thói quen, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bây giờ chúng ta hình thành một cái thói quen mới là chúng ta đó duy tệ thị nghiệp, tức là chúng ta làm cho cái huệ nhãn chúng ta phát sinh là tất cả những gì nơi tâm nơi thân mình mà nó máy động là thấy, máy động là thấy, máy động là thấy. Mình đi vào con đường đạo đây, con đường để có một cái nhìn khách quan, có một cái nhìn bao quát, không bị nó chi phối mà chính mình chi phối nó. Cái huệ nhãn này nó phủ trùm lên cái hoạt động của thân tâm để mình chi phối nó mà không bị nó hành hạ mình. Thấy rõ con đường tu chưa? Còn cái việc mà cái
ác trổ quả ác tương ưng hay là cái thiện trổ quả thiện tương ưng, thì cái đó là nó ném vào cái luật hiển nhiên của nó. Nhưng mà nó gọi là dị thời quả thục, dị thời nhi thục, tức là gieo cái hạt giống xuống đây nó phải có cái thời gian thì nó mới trổ ra những cái quả của nó. Nó phải có thời gian. Cái thời gian nó có thể trong hiện kiếp này, có thể trong kiếp tới, có thể trong kiếp tới, trong nhiều kiếp nữa, không nói được. Nhưng nhất định gieo thì phải gặt. Nhưng mà cái đoạn đường này nó phức tạp, còn cái công thức từ đầu tới cuối của nó không thay đổi. Cho nên cái chỗ mà giảng ra những cái phần chia sẻ ra để nói thì nó chi tiết hơn, cho nên gọi là đại kinh nghiệp phân biệt. Thì cái cặp thứ nhất này nó triển khai từ bên này qua. Ở bên này là nói gieo là gặt, ở bên này nói con đường tái sanh. Thì tái sanh á, như chúng ta thấy là nó trải qua rất là nhiều kiếp. Thì như vậy có khi chúng ta gieo cái ác nghiệp, gặt cái quả ác nghiệp là bất hạnh đương nhiên rồi. Nhưng mà khi gieo cái ác nghiệp này, nó lại là không thấy cái ác nghiệp mà nó lại có cái quả lành. Là tại vì cái ác nghiệp này gieo xuống chưa kịp trổ quả, còn cái quả lành này là chúng ta hưởng từ những cái chúng ta gieo từ tiền kiếp. Chúng ta nhớ có một nàng dâu nói về người cha chồng của mình. Khi mà thấy các cái vị sa môn đi ngang, vị này không chịu đặt bát, thì nàng dâu mới nói rằng là xin các ngài thông cảm cho cha của con, vì cha của con đang ăn cái cơm thiêu của đời trước, cơm cũ của đời trước. Ông già nghe nói rất là tức giận. Ổng ngày nào cũng ăn đồ nóng sốt mới nấu mà nói ổng ăn cơm cũ. Ổng không chịu. Nhưng nghĩ cái người này ý nói là bây giờ ổng không có gieo cái thiện nghiệp, nhưng mà ổng hưởng cái quả lành. Gì hiểu chưa? Thì cái quả lành này nè, do ổng gieo từ những kiếp trước, chứ còn cái kiếp này ổng không có gieo được đâu. Cho nên mới nói là có những người làm cái ác nghiệp, nhưng mà hiện tại đó, người ta vẫn hưởng cái quả lành này, vẫn có cái quả lành này, thì không phải nó có do ác nghiệp, nhưng mà nó có do thiện nghiệp của đời trước, còn cái ác nghiệp gieo xuống đây chưa kịp trổ xong. Nhớ vậy nha. Đó. Chứ mình đừng có bao giờ nghĩ là gieo là gặt liền. Đó. Gieo thì nó phải khác thời nó mới trổ quả, gọi là dị thời nhi thục. Khác thời mà thầm thục cái quả nó mới trổ quả được. À. Rồi chúng ta thấy một cái cặp trên cũng là từ bên này chuyển qua, nhưng mà chỗ này sở dĩ lặp lại, rồi đây là chư thiên, đây là cái vị chư thiên có thần thông, đã đắc thiền định có thần thông. Vị này là tái sanh ở cái cõi trời sắc giới, chứ không phải cõi trời dục giới. Xác chứng như vậy. Bây giờ tới trường hợp thứ ba, không phạm giới, thì tức là tạo cái thiện nghiệp thì tái sanh vào cõi lành. Tạo thiện nghiệp tái sanh vào cõi lành, thì đây là quả tương ưng. Quả tương ưng có nghĩa là nhân nào quả đó. Rồi, bây giờ tới cái cuối cùng, không phạm giới, tức là tạo cái thiện nghiệp mà không phạm giới mà tái sanh vào cõi dự. Lúc người này tái sanh á, thì cái quả bất thiện trong cái hiện kiếp chưa kịp trổ, mà nó trổ từ những kiếp trước. Thành ra đó, có người có cái thiện nghiệp mà lại tái sanh, hoặc là gặt cái quả xấu ác. Giống như mấy lần trước chúng ta cũng có nghe đó, một cái vị cư sĩ nghe tin Đức Phật về cái trú xứ của mình, cho nên tìm đến để hỏi pháp. Và sau khi nghe pháp xong rồi đó, thì người này mới hoan hỷ đi trở về nhà. Thì dọc đường nó gặp cái con trâu điên nó hút chết. Thì người ta nói rằng
Nếu như không ngừng lại để hỏi pháp với Phật, về sớm hơn 5 phút thì không có chết. Chị hiểu cái này chưa? À, chứ cũng chỉ vì nấn ná nghe pháp mà mới bị con trâu điên nó hút. Thì kể cả chư tăng cũng thắc mắc cái điều đó. Thì Đức Phật nói đó, hiện nay thì cái vị đó đã tái sanh lên cái cõi trời dục giới, là do cái lúc đi về đó mà hoan hỷ trong cái thiện pháp đó, là lúc đó, đó là cái nó tái sanh bằng cái nghiệp mà nó kề cận nhất á. Thì cô nói là đây là cái chuồng nó nhốt những cái nghiệp của mình ở trong này, thấy không? Thì bây giờ cái lúc này nó mở cửa nè, mở cái cửa này ra để nó đi ra, thì cái nghiệp mới nhất nó nằm đây cho nó đi ra, người này tái sanh bằng thiện nghiệp. Còn cái chuyện mà chết vì trâu hút đó, mà nếu có về sớm 5 phút thì con trâu nó cũng hút, mà có về trễ 1 tiếng nữa nó cũng hút, mà không đi nó cũng có chỗ nó hút cho chết. Bởi vì cái quả nghiệp nó trổ sanh như vậy là nó phải trổ sanh như vậy. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà người ta không có đồng ý nhau, người ta dướng dấp dữ lắm, người ta nhìn không ra. Thì quý vị hiểu cái này nha. Tức là có những cái mình gieo xuống chưa kịp trổ sanh, mà có những cái nó đã trổ sanh rồi thì bây giờ phải chấp nhận cái này thôi. Đó là cái luân hồi nó đi theo con đường đó. Thì ở đây là trong kinh trình bày vấn đề thuộc về giới luật đây. Còn cái phần thứ hai này á, là do bốn vị chư thiên. Bây giờ quý vị ráng một chút nữa rồi ra chơi, chứ nếu không đó là nó sẽ bị gián đoạn, nó khó giảng lắm. Rồi bây giờ đó là bây giờ chúng ta mới tới cái phần mà Đức Phật giảng đây trong kinh đó. Cái phần Đức Phật giảng đó thì chúng ta sẽ mở cái bài kinh ra. Đây, bây giờ chúng ta đi sang tới cái phần mà Đức Phật chấp nhận hay không chấp nhận đây. Thì cái câu đó khởi đầu đó là: ở đây này A Nan Đá, Sa Môn hay Bà La Môn nào nói như sau, chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp. Như vậy này Sa Môn hay Bà La Môn, Sa Môn hay Bà La Môn nào nói như sau, chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp. Như vậy ta chấp thuận cho vị ấy. Thì chúng ta thấy nè, cái thuận dòng thứ nhất nằm từ cái phần bên đây, người phạm giới phải tái sanh vào cõi dữ, đúng như vậy. Tức là người đã gieo cái ác nghiệp thì phải gặp cái quả xấu ác. Thì Đức Phật chấp nhận cái điều này. Đây là Phật chấp nhận. Tức là ác thì có quả ác. Đó, mà viết ngắn tắt bởi vì đầu đủ bên này đã viết rồi. Đó là cái Đức Phật chấp nhận thứ nhất. Chúng ta tiếp theo. Vị ấy nói như sau: tôi đã thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, tức là phạm giới đó, khi thân hoại mạng chung. Tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy ta cũng chấp nhận cho vị ấy. Tức là cái người phạm giới thì phải sanh vào cõi xấu ác, tức là cái cõi khổ đó, thì Đức Phật chấp nhận. Cũng nằm trong cái hai cái phần tôi nói trên đó rồi. Nếu vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả những ai sát sanh, tức là phạm giới đó, lấy của không cho, sau khi thân hoại mạng chung, đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy ta không chấp nhận. Đó. Nếu mà cái người đó nói là ai mà làm ác á, thì đều là thân hoại mạng chung, là tái sanh liền vào cái ác. Tức là đây hiện kiếp người ở đây, đây họ tạo cái ác đây thì liền họ gặp quả đây. Dùng cái chữ đều ở đây thì Đức Phật không chấp nhận. Có chứ không phải là đều. Tức là có những cái trường hợp nó không phải là làm ác mà liền tái sanh vào cái cõi dữ, mà nó làm ác liền đó nó có thể tái sanh vào cõi tốt. Như vậy không chấp nhận do cái chữ đều đây, quý vị vòng tròn cái chữ đều đó. Đức Phật không chấp nhận điều đó. Nếu vị ấy nói như sau: những ai biết như vậy, những ai biết một cách chân chánh, là những vị ấy biết một cách chân chánh, những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc về tà kiến. Như thế ta không chấp nhận cho vị ấy. Là nói rằng nếu mà biết cái này là
là nó mới là đúng. Tức là nếu mà người nào biết như vậy đó là tự mình biết một cách chân chánh, mà biết khác đi đó thì nó đều là sai lệch, đều là tà trí. Đức Phật không chấp nhận, không chấp nhận này. Bởi vì ta hiểu ra nó vẫn đúng mà quý vị, hiểu ra nó vẫn đúng, tức là phạm giới vẫn có tái sanh và cõi lành, là do cái quả xấu chưa trổ sanh chứ không phải là không có. Cho nên dùng cái chỗ mà không cho người ta hiểu khác đi cái mà mình đã xác tính là thể ác là có quả ác liền. Ở đây chắc có lẽ là mình phải nói là tái sanh liền hoặc là trổ quả liền. Tái sanh liền, trổ quả liền là có mà có khi không có. Cho nên mình chỉ xác định rằng chuyện này có, chuyện này đúng. Nhưng người ta có thể thấy khác, người ta có thể nói khác à, chứ không có bắt buộc là nó phải y như vậy. Như vậy không phải làm ác đều là liền tái sanh vào cõi xấu. Không phải rằng người ta không chấp nhận cái này có nghĩa là tà kiến, không phải vậy. Bởi vì nó đa dạng và nó phức tạp. Ta không chấp nhận cái gì ấy, điều gì ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, trí của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. Tức là Như Lai thấy rõ tất cả những trường hợp tái sanh. Như Lai thấy rõ tất cả những cái nghiệp chúng sanh gieo trồng đều có những cái trường hợp dị thời nhi thục. Tức là nó gieo xuống một cái hạt giống, nó chờ thời gian nó mới tái sanh. Mà người ta không phải gieo một cái hạt giống mà ta rất nhiều cái hạt giống. Không phải người ta gieo có một kiếp mà ta gieo rất là nhiều kiếp, nó xen lẫn nhau đó. Cho nên là nó sẽ trổ sanh phức tạp. Chị hiểu rõ này chưa? Còn khi cái nhìn của mình đơn thuần á, mình chỉ thấy cái kiếp này người này rất là có hiếu, rất là có tình, có nghĩa. Nhưng mà không biết làm sao mà con nó lại bất hiếu. Không biết làm sao á, mà tử tế với ai thì cuối cùng người ta cũng bội bạc. Người ta không có thể nào mà hiểu được. Thành ra ta không chấp nhận nhân quả. Nhưng mà nhân quả nó có trong hiện kiếp, trổ trong hiện kiếp. Nó có cái kiếp quá khứ vừa qua, nó trổ trong cái kiếp này. Nó có từ xa xăm, nó trở trong kiếp này. Nó có từ hiện kiếp, nó trổ sanh trong cái kiếp kế tiếp. Nhưng có những cái từ xa xăm trổ sanh trong cái kiếp kế tiếp nữa. Nó rất là phức tạp ở chỗ đó. Cho nên mới nói đây là cái trí của Như Lai nói về đại kinh phân, tức là đại kinh phân biệt về nghiệp. Phân biệt chi ly hơn, tỉ mỉ hơn. Bây giờ cái cách thứ hai, trong cái trường hợp mà Đức Phật giải thích cho trường hợp thứ hai, trong trường hợp thứ ba và trong trường hợp thứ tư này đó, nó cũng tương tự như vậy. Nó có chú giải, mà cái chú giải này nó không có được đúng á. Như vậy này Ananda, có nghiệp vô hữu, tợ vô hữu. Có nghiệp vô hữu, tợ hữu. Có nghiệp hữu, tợ hữu. Có nghiệp hữu, tợ vô hữu. Và cái triết lý về nghiệp của Đức Phật đó, nên chúng ta học tới đâu thì biết tới đó, chứ không có dám lạm bàn. Là vì tất cả những ai có thể nói chính xác về nghiệp này thì đều phải có thần thông, đều phải thần thông, phải thấy hết. Mà người có thần thông đó cũng chưa có bằng cái người mà có cái chữ minh. Tức là Đức Phật có chữ minh, thì chữ minh này đó mới thấu đáo hết. Từ trong cái tiền kiếp có thể nhìn vào tuổi hiện kiếp hoặc là từ cái hiện kiếp này nó có thể nhìn về cái tiền kiếp.
Từ cái tiền kiếp, cái hiện kiếp này có thể nhìn về cái kiếp tương lai. Thì cái người có chữ minh á, nói rất là chính xác. Còn cái người có chữ thông á, là thần túc thông, thiên nhĩ thông á, thì những vị đó thấy biết nhưng vẫn trên cái tổng quát hoặc một số trường hợp nào chi tiết thôi, chứ không thể 100 trên 100%. Cho nên Đức Phật là đấng toàn giác á, thì mới 100% là thấu biết rõ về nghiệp. Còn những cái vị mà có túc mạng thông, thiên nhĩ thông đó, là những người đó thấy rõ, biết rõ một cách chính xác nhưng không phải thấy chi tiết 100%. Nghe rõ này chưa? Rồi bây giờ đó, Đức Phật là cái người không những thấy rõ, biết rõ từ tổng quát đến chi tiết 100%, mà cái năng lực của vị Phật này đó là khi mình có cái phước mà mình tiếp cận được đó, thì có một cái từ trường nó nâng đỡ và nó mở ra. Cho nên cái phước báu mà mình làm cái tất cả những điều thiện, điều lành đó, để cho tới cái ngày nó trổ sanh đó, thì mình sẽ gặp được một cái năng lượng lành, nó không những nó nâng đỡ mình lên mà nó còn mở ra. Chị hiểu này chị? Cho nên tại sao ta nói ta chết ta muốn về cõi Phật, ta muốn gặp Phật, ta muốn được sống trong cảnh Phật. Thật ra làm sao mà gặp Phật, làm sao mà tái sanh trong cõi Phật? Phật đâu có cái cõi nào để mà tái sanh. Nhưng mình đi vào con đường sáng, đi con đường trí tuệ tâm linh là con đường của chư Phật. Mình có con đường của một cái năng lượng lành, một cái năng lượng nâng đỡ và khai mở ra, chúng ta đi con đường đó. Cho nên cái nghiệp á, chúng ta có thể nói hoài mỗi một lần vậy nói để cho chúng ta nghe, cứ lặp đi lặp lại và dần dần chúng ta hiểu rõ. Và hiểu rõ nó rất là thân thiết với mình. Và tất cả những cái này mình đều có thể kiểm soát được, đều có thể thay đổi được. Lúc đầu mình yếu ớt nhưng mà dần dần mình có thể thay đổi, kiểm soát được. Chúng ta quá nặng lòng với lại cái pháp thiện. Cái pháp thiện này nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ là cái tình thân thương của gia đình. Cái pháp thiện này nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ chúng ta là một cái tế bào trong xã hội. Chúng ta muốn chúng ta là một cái tế bào lành mạnh, tốt đẹp của xã hội. Và chúng ta cho đó là cái lý tưởng tất cả cuộc đời của chúng ta. Cái đó là điều thiện. Trong cái pháp đó nó là cái điều thiện. Nhưng mà trong cái điều thiện này đó, mà chúng ta đó thiếu cái sáng đó, thiếu cái trí đó, thì quý vị thì cái chỗ này nó sẽ khởi lên. Cho nên đó, cái lòng tốt này nó có cái chữ ái nhiễm. Cho nên cái tình của chúng ta nó giới hạn dữ lắm. Đây là cái tình của mình đối với cha mẹ mình, với anh em mình, với gia đình mình, với gia tộc của mình, với chồng vợ con cái của mình, nó giới thiệu nó dính mắt vào đây. Cho nên trong cái tốt này nó có xen kẽ tốt đây, thì nó có xen kẽ cái ái nhiễm đây, nó tốt đây, rồi nó xen kẽ cái ái nhiễm đây, nó cái xen kẽ một con đường đang xen. Nghiệp chúng ta là một con đường đang xen. Và về vậy trên cái thế gian này, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện ta đang xen nhau để chúng ta chìm nổi trong cái mối quan hệ thân thương với cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, với xã hội, với công danh sự nghiệp, với tất cả những lý tưởng ước mơ trong cái đời sống thế gian của chúng ta, chứ không phải đời sống tâm linh. Nhưng tất cả những cái đời sống thế gian đó, nó chở theo một cái đời sống tâm linh mà chúng ta không có soi sáng được rằng tất cả những cái pháp thế gian mà chúng ta đang sống đây, cái nào nó là thiện và cái nào nó bất thiện, thì chúng ta là chập chờn nơi cái ngã mà gọi là đường ra cửa biển. Nó giữa cái nước biển và cái nước sông đó, nó trộn lẫn nhau, nó đang xen lẫn nhau, chúng ta không thấy được, nó không ra được. Nó phải có thiện trí.
Và trong cái nghiệp này đó, nói rằng là hồi nãy có cô lên hỏi đó là dị thời gì, cô nói dị thời nhi thục, câu này giảng nhiều lần lắm rồi. Dị là khác, thời đây là thời gian, thời điểm. Nhi có nghĩa là mà, thục có nghĩa là chính, tức là khác thời mà nó chính, tức là nó trổ quả. Thục đây có thể hiểu là quả, tức là khác thời mà trổ quả, tức là cái khi mình gieo xuống một cái hạt giống đó trong cái hiện tại nè, thì nó có thể trổ quả trong hiện tại. Nhưng mà chữ hiện, trổ quả trong hiện tại á, thì mình phải hiểu nè, mình gieo ra trong cái hiện tại của cái hiện kiếp. Thế thì cái kiếp sống hiện tại của mình này, nó gọi là cái hiện kiếp, thì nó có thể trổ quả trong cái hiện kiếp. Nhưng mà có những cái nó trổ quả tức thời, mà có những trổ quả phải có thời gian. Nhưng mà dẫu cho tức thời đi nữa, mà nói một cách chi ly đó, thì nó cũng phải có thời gian. Ví dụ như bây giờ nha, bây giờ mình chửi người ta liền, người ta chửi lại mình, thì quý vị thấy không? Gieo xuống cái nó trổ liền. Đánh người ta đánh lại mình, hoặc mình chửi người ta cho người ta đánh mình liền chẳng hạn. Thì quý vị thấy trổ không? Nhưng nó vẫn có thời gian, tức là mình chửi trước nó mới trổ sau. Mình đánh trước người ta mới đánh mình sau, đúng vậy không? Hoặc là mình chém người ta thì người ta chém mình lại. Thì quý vị thấy nó trổ trong hiện kiếp gần hơn. Nhưng mà có những người đó, họ gây gỗ xong xuôi rồi, yên rồi, ai về nhà nó. Nhưng nó về nhà nó lấy dao, nó tới nhà nó mới giết. Thì quý vị có thể thấy khác thời không? Nhưng mà nó vẫn là hiện kiếp, nhưng mà nó trổ trong cái ngày đó. Có những người một tuần lễ sau nó mới giết, có người một tháng sau, có người mấy năm sau. Hoặc là có những người phạm tội ăn cướp, ăn trộm, giết người vân vân, thì người ta bắt liền. Có những người đó là coi như là mấy tuần, mấy tháng, có khi mấy chục năm sau, có khi người ta già rồi người ta mới bị bắt được. Nhưng mà nó vẫn là trong hiện kiếp, là hiện tại, hiện tại. Nhưng vẫn dị thời nhi thục, hiểu chưa? Cái dị thời nhi thục nó áp dụng ngay trong hiện kiếp. À, thành ra nó không phải là vừa gieo xuống trổ liền, vừa gieo xuống trổ liền. Cái này có, đúng không? Thực tế quý vị thấy có không? Nhưng khi mình gây gỗ với người ta, có thể là người ta sẽ phản ứng liền. Nhưng mà có những người họ phản ứng chậm, họ không nói gì hết, nhưng mà họ tạo cái cơ hội, đúng cái cơ hội nào đó họ sẽ lộ cái sự phản kháng của họ ra, chứ không phải là không có. Còn có những người đó, nó phải chờ cho đến chết rồi đó thì tái sanh nó mới có mặt. Có người đó chết rồi tái sanh vẫn chưa có, nó chờ qua kiếp khác, nó chờ qua kiếp khác nữa, chưa biết được. Cho nên là cái nhân gieo xuống thì chắc chắn thì cái quả. Nhưng cái nhân gieo xuống trong thời điểm này không phải trổ liền trong thời điểm này, mà nó sẽ trổ sau đó. Cái sau đó có thể trong hiện kiếp. Hiện kiếp tính trong thời gian, có thể vài phút đồng hồ, có thể vài tiếng đồng hồ, có thể vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Nhưng trong một kiếp này, rồi trong cái kiếp tới, rồi nhiều kiếp trong cái vị lai nữa. Chị hiểu cái này chưa? Thành ra có những cái hạt giống nó chưa trong cái tiền kiếp mình, nó chưa kịp trổ, nó chờ trong cái kiếp tới này. Ví dụ như bây giờ có những người đó, bạn bè chơi thân với nhau, bây giờ người ta mượn tiền, người ta hứa chắc chắn rồi, bây giờ cuối cùng người ta đi đâu mất rồi, bây giờ tới hồi mình chết rồi cũng không thấy mặt người ta, thì quý vị thấy là nó sẽ chờ tới cái kiếp tới. Mà kiếp tới nó không gặp thì kiếp tới nữa, nó kiếp tới nữa, nó cứ chờ vậy. Tại sao nó chờ? Tại vì cái tâm mình không quên, chứ không phải mình cố ý chờ, mà nó không quên. Mà cái luật của tâm mình đó, trong cái sở hữu tưởng hay cái gì nó vô là nó thành cái thước phim nó để đó. Không muốn coi thì thôi, chứ muốn coi thì nó sẽ mở ra được. Và nó có hai cách mở, một cách mở chủ động và một cách mở thụ động. Khi mà chúng ta chưa có đắc thần thông thì chúng ta phần lớn đó, chúng ta bị mở một cách thụ động. Còn cái người có thần thông đó, thì người ta sẽ mở một cách chủ động.
Và ngay cả trong cái mở thụ động này nè, nếu chúng ta cố ý thì chúng ta vẫn có thể mở chủ động được một ít, nhưng mà phần lớn là mở thụ động. Ví dụ như bây giờ nói nè, khi mà lục căn chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cả ý chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận một cái đối tượng đó, là khi mà chúng ta phản ứng với cái đối tượng, tức là chúng ta xử lý vấn đề đó, thấy không? Chúng ta xử lý vấn đề thì bao giờ nó cũng là một cái phản ứng. Mà trong cái phản ứng nhân quả này nè, nó đã tiềm ẩn trong những cái kho này, nó từ vô lượng kiếp nó mới tới cái hiện kiếp này, chứ không phải chỉ trong cái hiện kiếp này. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra nó khởi lên nè, trong tâm chúng ta bất cứ giờ nào đó, cái hộ kiếp khi đó hoạt động nó đều khởi sanh. Nó khởi sanh rõ nhất là khi chúng ta ngủ. Chúng ta không kiểm soát được, nó vẫn khởi sanh lên. Khi cái người đó bị bất tỉnh, nó vẫn khởi sanh lên. Cái khi mình buồn ngủ, mình mơ mơ màng màng, mà chập chờn lên, nó vẫn khởi sanh lên. Mà mình không kiểm soát nó được. Còn trong cái đời thường, nó hiện ra trong cái tập khí của mình, trong cái thói quen của mình, trong cái tính cách của mình. Tập khí tốt, tập khí xấu nó đều hiện ra hết và nó chi phối mình. Nhưng có cái mình biết, có cái mình không biết. Có cái mình chủ động làm cho nó tăng, có cái mình bị nó đẩy đi. Thì cái đó là cái dòng chảy của cái nghiệp quá khứ. Nó vẫn là một cái dòng mà nó cuồn cuộn, nó chảy. Nó giống như một cái mà nó bắt nguồn từ núi đó. Nếu quý vị thấy nước lũ nó chảy không? Nó cứ cuồn cuộn, nó băng qua tất cả, nó lướt hết tất cả, nó bất chấp. Là cái dòng nghiệp của chúng ta nó sẽ trôi chảy, nó cuốn phăng hết tất cả. Nó không có kiềm chế được, nó không có kiểm soát được. Cho nên chúng ta sống theo khuynh hướng, chúng ta sống theo bản năng, chúng ta sống theo tập khí, chúng ta sống theo thói quen. Chúng ta hình thành cái thói quen đó, chúng ta cố định, chúng ta mặc định cái thói quen đó là của mình. Cái chỗ đó là cái mà chúng ta đã không khách quan để kiểm soát được. Cho nên đó là chúng ta khó nhận ra cái mà chúng ta đã tạo tác để thành nghiệp của mình, chúng ta khó nhận ra. Mà chúng ta cứ nghĩ nghiệp như một định mệnh, nghiệp như có một cái gì đó mà nó có sức mạnh riêng của nó, mà chúng ta đây đó chịu sự chi phối, cảm nhận nó đúng, không phải sai. Nhưng mà cảm nhận đó nó chưa đầy đủ. Đạo Phật dạy chúng ta đó, chúng ta bị nghiệp chi phối, đúng không? Nhưng chúng ta nhớ rằng chúng ta là người tạo ra nghiệp. Dù nghiệp này nó có sức mạnh nó chi phối trở lại, nhưng mà chúng ta đây có thể chi phối lại những cái chúng ta đã tạo ra rồi. Nhớ chưa? Và cái mà chúng ta có thể chi phối được cái chúng ta tạo ra rồi, đó là con đường giải thoát. Thấy không? Tánh mình nóng quá, bây giờ mình có thể rèn luyện cho mình bớt nóng được. Khi mình bớt nóng được là mình giải thoát mình ra khỏi cái sân. Chị hiểu chữ giải thoát này chưa? Tại vì mình sân quá mình khổ. Bây giờ mình bớt sân lại mình bớt khổ. Tại mình ham muốn nhiều quá, nung nấu trong lòng mình phải khổ, mình phải trăm mưu nghìn kế để mình đạt được cái tham muốn của mình khổ, mình bớt lại thì mình thoát khổ. Đó là mình giải thoát từng phần. Mà mình thấy biết mới giải thoát từng phần. Chứ còn cái nghiệp cái diễn đó nó chằng chịt trong cái đời sống của mình. Tất cả những gì mà đã trình bày trong cái kinh tiểu nghiệp thì chúng ta thấy nó thuận đường lắm. Tức là những cái pháp nó tương ưng nhau, gieo cái này gặt kia, gieo kia gặt nọ, rõ ràng nó tương ưng nhau. Nhưng thực tế đời sống đó, nó có tương ưng và có không tương ưng. Là làm lành, quả lành chưa trổ, mà làm lành xong đó, thì cái quả dữ nó trổ. Cho mình cứ tưởng rằng mình làm điều lành mà nó trổ cái quả ác. Mình cũng như nghĩ rằng là do mình đứng lại nghe Đức Phật giảng pháp mà bây giờ mới bị con trâu điên nó hút. Chứ nếu đừng có dừng lại nghe Đức Phật giảng pháp thì đâu có bị trâu hút. Quý vị hiểu cái này chưa? Nhưng mà người ta không hiểu rằng là cái người này đó, cái quả nghiệp mà nó chết gì cái đó là nó đã ghi nhận từ trong lúc phục sinh. Lúc sư cô giảng về tâm phục sinh, sư cô nói rồi,
trong cái tâm tục sinh đó, nó đã định hình cái giờ chết, cái cách chết, lúc mình chết ra sao có rồi. Còn những cái mà mới mẻ trong hiện tại này, mình cắt đứt cái dòng hộ kiếp để mình tạo cái mới. Cái người này đó cắt đứt cái dòng hộ kiếp của mình để lắng nghe Đức Phật dạy, giảng pháp cho mình nghe. Đó là cái phước mà không có phải ai cũng có được. Nhưng người này đã có được cái năng lượng là nó nâng đỡ nè. Cho nên người này quan nghĩ nè, cái lúc chết thay vì đọa bởi vì con trâu nó chém thì nó đau đớn, nó khủng hoảng, nó sợ hãi, nó phải đọa, nhưng người này lại sanh thiên. Quý vị thấy không? Khi một cái năng lượng lành mà chúng ta được tiếp nhận á, nó có khả năng nâng đỡ và nó có khả năng mở ra. Quý vị cứ kiêm nghiệm lại cái cuộc đời mình nha. Cái người nào mà nó bị giống như là cái cuộc đời mà nó dằn sóc nhiều quá nó dễ thấy. Còn những cái người nào mà nó đi đều 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 nó khó thấy đó. Mình sẽ thấy nè, người ta, người Việt Nam mình nói hay lắm, sông có khúc, người có lúc. Thế cái khi mà cái phước mình nó trổ xanh á, quý vị thấy không? Nó có những cái điều tốt đẹp, nó nhiệm màu đó. Mà cái khi mà nó lúc nó ngặt nghèo đó, quý vị thấy không? Nó làm như cái con người ta đó là chỉ có kiểu chết thôi, không có trẻ nào sống nổi đó. Không có thấy cái đường mà ra. Nhưng mình nhớ rằng tất cả nghiệp mình đều đang xem. Cho nên không có cái gì là chết cả. Không có cái gì đưa đến cái chết cả. Tất cả đều có thể mở ra được. Thì cô đọc cái câu danh ngôn, người ta nói rất hay, người ta nói hãy đi đến tận cùng, rồi cuối cái con đường cùng đó nó sẽ mở ra một cái cánh cửa. Chính xác như vậy. Tại sao nó chính xác như vậy? Mình thấy con đường cùng, nhưng giờ không có con đường nào mà nó để nó đi, bởi vì nó tâm tối quá. Nhưng mình cố gắng mình dương lên, cứ cố gắng dương lên, rồi cuối cùng nó sẽ mở ra. Bởi vì chúng ta từ trong cái tâm tối mà chúng ta không có mòn mỏi, không có tuyệt vọng, không có tự giận mà chết, mà chúng ta cứ dương lên, thì chính cái năng lượng lành này nó sẽ được nối kết và con đường sáng nó sẽ mở ra. Và có một cái chữ nữa mà người Việt Nam mình mới nói rằng là rồi thế nào cũng có quý nhân. Quý nhân đây có nghĩa là quý nhân, hiểu không? Là cái người giỏi hơn mình, cái người có đức độ hơn mình, rồi mình sẽ gặp cái người đó, rồi nó sẽ mở ra con đường sống. Thì thấy chưa? Thì cái quý nhân đó, cái quý nhân đó là cái người có phước báo hơn mình, mà mình được gặp, mình được nối kết, có nghĩa là mình được nâng đỡ và mình được mở ra. Cho đó là những cái vị Bồ Tát trong đời mình. Mà những vị Bồ Tát đó đó, do mình có gieo trồng mình mới gặp được, không gieo trồng không gặp được. Cho nên chúng ta tạo phước mà. Miễn làm sao trong cái đời này đó mà gặp những cái hoàn cảnh mà nó đưa mình vào cái đường cùng á, thì đừng bao giờ nghĩ tới cái chết là được rồi, mà phải nghĩ tới cái con đường đó, nhất định có con đường đi ra. Phải làm tất cả những cái bằng cái thiện chí của mình, bằng cái nỗ lực của mình, và mình quyết định là dù thế nào đi nữa cũng phải đi con đường sáng, thì nó sẽ mở ra. Nó sẽ mở ra như thế nào? Là tất cả những cái pháp thiện mình gieo trồng trong nhiều kiếp đó, khi trong cái hiện kiếp này nè, cái lúc mà khốn khổ của mình á, là những cái xấu này nó trổ xanh lên làm cho mình mịt mù, thì bây giờ mình quyết tâm mình vươn lên á, thì những cái quả lành này nó sẽ trổ xuống như vậy thôi. Thì nó mở ra con đường đi. Hãy nhớ đó, nhớ như thế này, nghiệp của mình đang xen. Bây giờ dầu nó tối tăm cách mấy đó, mình cương quyết mình không làm điều xấu, mình cương quyết mình vươn lên, thì cái năng lượng lành nó dương lên, nó sẽ câu thông với những cái điều lành của mình, nó sẽ nâng lên. Và đời sống khi chúng ta làm điều tốt á, là chúng ta không những làm cho mình mà chúng ta làm cho tất cả những người khác, trong đó có người thân thiết gia đình của mình, kể cả những người dưng nước lã mà mình làm, thì đó là cái năng lượng lành mình đã gửi ở đó. Bây giờ khi cái phước mình đầy đủ, nó sẽ câu thông, cho nên có quý nhân xuất hiện để nâng đỡ mình lên, quý nhân xuất hiện để chở che cho mình.
Cho nên chúng ta làm điều tốt, làm cho mọi người, thay vì chúng ta câu thông để chỉ trích người ta, để mà làm cho người ta điêu đứng, thì mình câu thông để nâng đỡ người ta. Thì đây là cái năng lượng lành mà mình đã để dành đó, thấy không? Đến lúc mình cần thiết nó sẽ câu thông. Bởi vì lúc mình làm là cái tâm mình nó là tâm thiện. Cái điều thiện này khi mình gieo ra đó, cái tâm người ta mát mẻ là mình câu thông. Đó là cái năng lượng mà nó gọi là tàn trữ của mình gửi gắm đó. Và đường đứng hồi gặp lại nhau hết mà. Đâu có thể nào không gặp được. Quán nó cột cái dây quán, mà ân tình nó cột cái dây ân tình. Nó chỉ xuất hiện đó, không phải y chang cái người ngày hôm nay, nhưng cái tính cách của người ngày hôm nay với cái người mà mình gặp lại trong cái đời vị lai đó, nó không khác bao nhiêu đâu. Mình nói với mình thôi, mình đừng nói ai đó. Tâm sâu mình cũng khó sửa lắm chứ đâu phải dễ. Mà tánh tốt của mình cũng khó phát triển lắm chứ đâu có dễ đâu. Mà cái mà dễ nhất cho cái đời mình á, là cái khuynh hướng hưởng thụ của mình là nó dễ vô cùng. Cái gì lợi cho mình, cái gì vừa ý mình, cái gì thỏa thích cho mình á, thì mình bơi lội trong đó là thường xuyên. Chứ không phải rằng cái con đường thiện này là cái con đường mà mình dễ bơi lội trong đó đâu. Cho nên tập khí nó chi phối nhiều lắm. Và đó là gì? Đó là cái sức mạnh của dòng nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, nó hiện hình nơi mình bằng cái tâm tánh của mình, bằng thói quen của mình. Và giờ đây nó lại chi phối mình trở lại. Và khi mình ứng xử đó, mình sử dụng cái đó thì nó gia tăng vô. Đây, cái phần mà những cái phần mà cái thói hư tật xấu của mình, khi mình đem ra mình sử dụng trong cái ứng xử của mình thì nó tăng cái này. Nó tăng lên. Thì cái khốn khổ đời mình nó phải tăng lên. Nhưng mình đâu có biết. Mình nói ngu hả? Người ta hại mình để cho nó yên hả? Cho nên quý vị thấy có cái ông cha, cái thằng nhỏ 7 tuổi đi học trong trường, ở trong đó nó 1 tuổi với nhau mà nó cũng có đại ca. Nó nói sáng mày vô đây mày đưa đồ ăn sáng cho ta, tiền đâu mày bóc ra đưa cho ta. Rồi nó bắt thằng này quỳ xuống, đưa hay không đưa. Rồi nó đá, nó đánh trong mặt. Thằng này nó khóc, nó mới chạy về nhà. Nó nói ba ơi ba, cái thằng đó nó đối với con như vậy đó. Ông cha ông sáng cho một bộc tài, xong ông rút cái dao, tự giải quyết lấy. Thì thằng nhỏ ngày hôm sau đi học dắt cái dao trong cặp. Thì nó nói nó vô đó, thì thằng đó đại ca nó nói đây, tao xử mày. Và từ đó nó lớn lên, nó bỏ trường học và nó trở thành đại ca. Cái ngày nó nói lại là cái ngày nó ở trong tù, nó sắp đưa ra để xử án. Thì đây, cái quả phước nó thuộc về cái chuyện mà đánh đập, mà hiếp đáp người ta. Bây giờ để giải quyết bằng cái này thì giải quyết bằng cái con đường sân hận lớn hơn. Cái người ta đối xử mình bằng cái xấu, bây giờ mình phải xấu hơn thì mình thắng. Đó là luật thế gian. Bây giờ đây là mọi người nhậu, mà mình muốn thành đại ca trong tiệc nhậu này đó, không những mình nhậu gấp 10 lần người ta, mà bả hèm nuốt luôn cũng không có sai. Người ta ác một, mình không những ác 10, ác luôn 100 tới 1000, chắc chắn thành đại ca. Phật pháp này là pháp thế gian. Còn cái pháp về tâm linh á, khi thấy cái điều xấu ác này đó, chấp nhận cho nó giết mình chết, chứ không dám làm điều xấu ác. Và cái này đó nói nghe thì dễ, mà phải có cái dũng với cái trí trong tâm mới làm được. Không có cái dũng với cái trí trong tâm thì cái tham sống sợ chết cực kỳ mạnh. Vì trong cái phút mà mình tục sinh đó, là cái 7 cái sát na đầu tiên trong cái động tốc đó, tức là chúng ta nhớ vậy nha, một cái sát na tục sinh
xong chúng ta mới có 14 cộng với 3 cái hộ kiếp tiếp theo, đó là 17 sát na, thì nó mới tới một cái lộ ý tiếp theo, thì nó xuất hiện một cái tâm mà gọi là cái tâm kháng ý môn, nó có 7 cái tâm động tốc đi liền đó, thì 7 cái động tốc đó nó xuất hiện cái tâm tham tất cả. Kể cái vị Bồ Tát trong kiếp cuối thì 7 cái sát na nó vẫn là tâm tham, mà cái tham này là tham gì, là nó bám vào sự sống. Cho nên không dễ gì mà trong cái giờ đó mình nói rằng là thôi chấp nhận chết nhưng không chấp nhận làm điều xấu ác, biết hết nhưng chưa chắc dễ, bởi vì cái này nó cực kỳ mạnh, nó có từ trong cái lúc mà mẹ mình được hoài thai trong cái bụng mẹ của mình đó, nó chưa tới giây đồng hồ rồi nó cứ liên tiếp như vậy. Cho nên con người ta tham sống sợ chết, và cái đạo Khổng nó nói rằng đó là đức hiếu sinh của trời đất, ai cũng muốn sống cả, không ai muốn chết. Và chính vì chúng ta không chấp nhận cái chết mà thành ma, cho nên người ta bám cái gì đó người ta thành ma. Nhưng mình biết mình tu học rồi, mình không bám cái gì hết á, tiền cũng không bám, tình thân gia đình cũng không bám, cái gì cũng không bám hết, nhưng không chấp nhận chết là thành ma. Ghê chứ. Người ta bám người ta thành là rõ ràng rồi, chắc chắn rồi, không có nói năng gì hết. Còn mình thì ngon lắm, không có bám cái gì trên trời, biết hết rồi không bám gì hết, nhưng mà không chấp nhận chết. Cho nên quý vị thấy một cái thói quen, nó là cái nghiệp mà nó là một cái sức mạnh. Và chính mình càng ngày mình càng tạo ra, mình càng bồi đắp nó bằng cái ứng xử hàng ngày của mình, bằng những cái suy nghĩ trong tâm của mình mà mình không có nhận ra mình tích lũy. Rồi bây giờ quý vị thấy không, nó tích lũy ngày một chút, giờ một chút, mà hơn nữa nó đã từ cái tập khí ra đây rồi, nó dành thành dòng chảy rồi. Quý vị nên nhớ mỗi một kiếp người nó cắt có một sát na thôi, đúng không? Nó cắt bằng có một cái sát na tử thì liền cái sát na sanh nó đã liền kề đấy rồi. Và nó sống như vậy đó, cho đến lúc mà nó chết thì nó cắt bằng một sát na tử, thì cái sát na này nó tiếp nối rồi. Thì sư cô hay lấy cái ví dụ đó, cái vết cắt mà một sát na đó, chúng ta coi như đây là cái chúng ta đổ xương xa này, cái ổ xương xa chúng ta đây, mà chúng ta lấy lưỡi lên chúng ta cắt đi, cắt có 20 nhát đi nữa là cái gì để cho cái ổ xương xa nó bình thường, nó không có gì. Chỉ khi mình bóc nó lên á thì nó mới bẻ gãy ra, đúng không? Thành ra cái nghiệp của chúng ta nó là một cái dòng chảy, mà mình cắt có một sát na cũng vẫn khác nào cái dòng nước nó đang chảy. Mà quý vị lấy một cái miếng cực mỏng, mỏng như cái lưỡi lam chặn ngang cái, thì mới dở lên thì nó đâu có thấy cái gì mà chặn lại đâu, đúng không? Thì cái nghiệp chúng ta gieo trồng từ vô lượng kiếp đó, trong mỗi kiếp nó kết lại với nhau quá nhanh và quá dễ dàng. Vì vậy mà cái nghiệp nó cực kỳ phức tạp, và cái lực rổ xanh của nó đi vào cái công thức gọi là dị thời nhi thuộc nè, tức là nó khác thời nó mới trổ quả. Là cái chuyện đó chúng ta phải chiêm nghiệm rồi chúng ta mới học hỏi, chúng ta dần dần chúng ta biết. Chứ không thể nào mà chúng ta lại có thể nói rằng làm tốt thì phải gặp quả tốt, làm xấu phải gặp quả xấu. Anh mà nói khác cái đó là tôi không có chấp nhận được anh. Không phải. Cái đó là cái công thức, nói một cách tổng quát, gieo nhân gì gặp quả đó, chính xác như vậy. Nhưng mà mình là khi gieo xuống nhân tốt chưa chắc đã gặt liền, chưa chắc gặt liền trong cái đời này, chưa chắc gặt liền trong đời kế tiếp. Mình gieo xuống cái nhân xấu chưa chắc đã gặt liền, mà chưa chắc đã gặt liền trong cái kế tiếp. Người khác cũng vậy, nhưng có những người khác họ hiện tiền nhân quả nó trổ xanh nhãn tiền. Tại sao nó nhãn tiền mà người khác lại không nhãn tiền? Nó đi thế này đây. Đây là cái hiện kiếp của mình nha. Đây là cái dòng nghiệp bất thiện của mình đây. Bây giờ chúng ta sống trong cái hiện kiếp. Tới đó là tử, một sát na. Thì một sát na sau nó sanh.
Thì như vậy chúng ta sống cho đến khi chết, đây là chết, rồi liền nó tái sanh liền. Thì đây là, nếu mình chưa chết thì đây nó gọi là cái hiện kiếp này. Đây là cái tiền kiếp này, tức là quá khứ này. Và cái đây á, là cái kiếp trong cái ngày vị lai. Thì chúng ta nhớ thế này, cái người á, mà ngay cái hiện kiếp này, khi họ làm cái điều xấu này, nó trổ sanh liền, trổ sanh liền, phút trong giây đó nó trổ sanh liền. Là do đó, cái nghiệp đó nó lặp đi lặp lại trong cái tiền kiếp này, nó lặp đi lặp lại, nó quá mạnh, nên trổ liền. Còn có người đó cũng gieo cái đó xuống, nhưng mà nó lại không có nhiều lần, nó không có thuần thục, cho nên nó chưa có đủ yếu tố để trổ sanh. Thí dụ như bây giờ mình nói nha, bây giờ mình ngồi ở đây một nhóm, mà bây giờ á mình để quên mình cái gói tiền đây chẳng hạn, thì khi mà nó cái mọi người giải tán được cái gói tiền đó nó mất, thì khi mình điện mình hỏi đó, cái người tổ chức đó thì họ ngồi họ ngẫm ngẫm, họ nói trong cái số mà mình mời đó thì chỉ có một cái người nhắm thôi, mấy người khác họ không có, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà khi mà người ta tìm ra cái sự thật đó, thì không phải cái người nhắm nó lấy mà cái người khác lấy, mà cái người này đó lại giàu có uy tín, làm từ thiện rồi nhiều, bố thí rồi nhiều, tất cả mọi thứ. Thì khi mà cái người này đó, cái người này mà đem cái món đó ra mà trả trở lại đó, không có ai nghi cái người này lấy hả, mà người ta nói người này lấy nhầm. Cái gì hiểu chứ? Người này lấy nhầm. Còn cái người nhám á, nó cũng đem nó trả lại, nhưng người ta nói rằng nó nuốt không được, bởi vì ở đây vừa hôm nay chỉ có mấy người ta loại suy ra người ta biết nó, cho nên nó phải đưa ra. Hiểu này chưa? Cũng như bây giờ đó, một người ăn cắp lần thứ nhất á, thì người ta chỉ đem ra để mà người ta giáo dục thôi. Ví dụ một đứa nhỏ đi, vị thành niên đi, thì người ta chỉ giáo dục, rồi người ta nói nó, rồi người ta để cha mẹ nó kiểm soát. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nhưng mà càng lúc nó càng gia tăng cái lần ăn cắp, và nó gia tăng cái lượng tài sản ăn cắp đó, thì bắt buộc người ta phải đưa nó vô trại cải quân. Cái hiểu này chưa? Thành ra có những cái quả nó trổ sanh ngay tức thời, là bởi vì cái lực của nó cộng với lại cái tàn trữ nó quá lớn, cho nên là nó trổ sanh ngay tức thời. Còn có những cái nó phải chờ, hoặc là cái người này nó dẫn mạnh những cái yếu tố này đó thuộc vào nó dẫn mạnh, nhưng mà trong cái hiện kiếp này đó là những cái quả phước của nó lớn quá, nó tạo ra nhiều cái tốt quá, cho nên nó không trổ được, nó phải ém lại. Để hiểu chưa? Nó ém lại, nó chưa có trổ sanh, nó nằm trong cái chỗ đó. Cho nên mình hiểu cái này nó phức tạp vậy, nhưng mình vẫn hiểu chắc chắn rằng hãy gieo nhân nào gặt quả đó, nhớ vậy. Còn chừng nào nó trổ ra sao thì tính sao. Mình biết chắc chắn gì để làm gì, để mình không gieo nhân xấu cho chính mình. Trong kinh Sám Hối nó có cái câu vậy: vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi thân mạng này, vì con vì gia đình mà người ta đó là phải cắt đầu ớt, cắt đầu nhái, phải đi chài lưới, phải vào trong cái lò súc sanh làm để kiếm tiền nuôi con, để kiếm tiền để nuôi con. Biết cái đó là xấu, biết cái đó là không tốt, nhưng vì con, vì cái gia đình, vì cái sự sống phải làm như vậy. Nhưng mà bây giờ mình vì bất cứ cái gì đi nữa thì nó cũng là một cái ác nghiệp. Bởi vì mình không có vì cái tâm linh mà mình tồn tại, nhưng mình vì cái người khác, vì cái tình thương đó, vì cái sự nối kết đó. Mà nếu chúng ta rõ ra thì đây là sự nối kết về nhân quả. Nói hơn một chút xíu để thấy sao. Vì mình thọ ân cái người này nhiều quá rồi, cho nên bây giờ gặp lại,
Dẫu mà trâu cài ngựa cởi, vẫn vui lòng mà trả ơn cho cái người ơn người nghĩa của mình. Và nó hiện ra bằng cái tình thương, cho nên nó che khuất hết, che hết. Thì cô biết một cái em đó, nó đi học nghề ứng tóc, sau nó thấy cái nghề cực quá, không đủ nuôi một cái gia đình, mà từ ba nó có hai vợ đó, thì trong gia đình đó là tất cả 9 người, nhất là những cái đứa nhỏ đó không phải biết sống làm sao, cho nên nó mới bỏ cái chỗ ở nó đi một cái chỗ xa hơn, lần về nhà phải đi bằng máy bay mới về được. Vợ đó nó kiêm thêm một cái nghề bán thân của nó, nhưng không phải để nuôi nó mà để nuôi cả gia đình, mà nó giấu hết, không dám nói ra. Cho nên á, khi mà ông già và cha mẹ mình nói câu vậy, con à, sống làm gì làm, đừng có nợ nần ai nghe, đừng có thỏ ơn ai nhiều quá nha, chịu không nổi đâu con. Đúng như vậy, mình nợ người ta mình đâu có quên được, mình thỏ ơn người ta nhiều quá mình đâu có quên được. Đến khi gặp lại đó, cái lòng mình rất là xúc động, và nó kết nối bằng cái tình thương. Và mình có trải cái đời mình ra bao nhiêu đi nữa, mình vẫn cảm thấy không đủ. Đó chính là những cái điểm mà từ cái tốt đó, có thể nó tốt hơn, mà cũng thể từ cái tốt đó nó làm cho mình đi con đường không có đúng đắn. Để mà được cái việc này đó thì mình phải trả giá bằng cái phần mà nghiệp quả của mình quá nặng. Không nói được những cái cảnh đời đó, không phải những người ta rơi vào trong cái vũng bùn đó là hoàn toàn do cái tham dục của người ta, mà có khi vì những cái điều hết sức là tốt đẹp mà người ta phải ở trong cái vũng bùn đó. Đó là những cái mà người ta không có nhận ra, mà ta cũng không hiểu tại sao nếu mình không trải cái đời mình ra được đó, mình không có thể nào yên ổn được, không thể nào yên ổn được đâu, không ngủ được ngon giấc đâu, không ăn được ngon miệng đâu. Phải làm những cái điều này, đó là do cái tâm thức của mình đó. Khi mình thọ nhận cái ơn nghĩa đó, khi mà mình đó nợ nần người ta, mình không phải con người vô lương, thì mình luôn luôn nhớ cái điều đó. Cho nên có bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Mà có những người có bao nhiêu sống bấy nhiêu được, nhưng mà vì con cho nên phải chạy nợ. Trong lớp này sư cô có nhớ là sư cô nói một cái chuyện có thật đó. Là cái người đó trên 80 tuổi, người rất là đàng hoàng, đi vay nợ cho con. Chính sư cô gặp người đó, sư cô mới hỏi: bây giờ bà trên 80 tuổi, bà đi vay nợ làm sao bà trả được? Bà đâu còn đi làm được nữa, không còn làm bất cứ gì đó. Bà vay nợ ở đây là bà thế chấp bằng cái sự tốt đẹp suốt đời của bà. Tức là bà là cái người không có gian dối, không có làm điều xấu ác, cho nên bà thế chấp cái uy tín của bà để mượn cái đồng tiền mà bà không bao giờ trả được. Và cái đồng tiền này là để đưa cho cái đứa con hư đốn của mình đó, để nó nối dài cái ác nghiệp của nó. Và cái gánh nặng này mà sẽ gánh nặng trong bao nhiêu kiếp, cho nên phải ngừng lại ở đây. Nó gieo để cho nó gặt, nó làm để cho nó trách nhiệm, không có đem cái tuổi đời hơn 80 của mình á để mà gánh lấy cái đồng nợ này, để cho nó tiếp tục con đường hư đốn của nó. Cái chỗ này sáng suốt là cái chỗ thứ nhất mình ngừng lại. Cái thứ hai, khi nó không còn có cái chỗ nào nó nương tựa nữa thì nó phải ngừng lại. Còn nó tiếp tục, nó đã thấy cái quả nó phải nhận rồi. Cho nên nhiều người, người ta
làm những chuyện người ta đau khổ trong nhiều kiếp mà người ta không nhận ra. Không nhận ra. Cho nên cũng trong lớp này đó, sư cô cũng nói cái điều này đó. Mình sống ở đời đó, nhất định là không phải sống để cho người ta ghét mình rồi. Không có ai dám làm cái điều đó. Mà phần lớn người ta sống để cho người khác thương mình. Thì xin thưa với quý vị, mình sống để người ta ghét mình thấy chuyện không có nên làm rồi. Thì cái chuyện mà để cho người ta thương mình cũng không cần thiết phải làm cái điều đó. Mình sống không phải để cho người ta thương hay để cho người ta ghét mình, không phải vậy. Người ta nói là cao thì chê ngỏng, khắp thì chê lùn, béo thì béo chê, bé trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra, sao mà chịu được. Cho nên á, cái đời mình sống không phải để cho người ta ghét mà cũng không phải để cho người ta thương, mà mình sống vì cái thiện lành mà mình sống mà thôi, không có để vừa lòng ai cả. Không có để vừa lòng ai cả. Chỉ có con đường thiện là con đường mình phải đi. Còn người ta ghét mình hay người ta thương mình, đó là chuyện của người ta. Còn mình có một con đường duy nhất là con đường thiện. Còn nếu không, mình nô lệ cho cái tình cảm cảm xúc người ta. Mà tình cảm cảm xúc người ta thì nay đổi mai dời. Còn cái pháp thiện nó định hướng trong tâm của mình không có nay đổi mai dời được. Bởi vì khi nó định hình này thì chỉ có an vui mà thôi. Mình gieo một cái cây, mình thích ăn cái cây nó có cái trái ngọt. Mà mình gieo cái cây chanh, hạt chanh xuống thì làm sao mà nó ngọt được, thấy không? Sao được? Mình gieo cái trái khổ qua, hộp khổ qua thì làm sao nó ngọt được? Cho nên Đức Phật mà nói với mình đó, cái cội rễ của hạnh phúc và an vui đó là không phạm giới, thấy không? Còn cái khổ đau trong đời này là phạm giới. Vậy thì mình gieo cái gì? Mình gieo cái không phạm giới là những cái pháp thiện lành đây. Vậy thì cái lý tưởng của đời mình là đi vào con đường thiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà vì chúng ta đó đã kết cái ân cái oán trong nhiều đời nhiều kiếp, mà nay đó ân đền ân đó thiếu một chút sáng suốt, thì ân nghĩa trả được mà đọa thì chỉ riêng mình thôi. Đấy. Giết loài muôn thú để có tiền nuôi con thì ân nghĩa này trả được, nhưng mình phải đọa mà. Để mà nuôi em út, nuôi con cái, nuôi người trong gia đình đó, mà mình phải đi làm một cái nghề như thế, đau chua xót như vậy đó, mình đọa một mình mà. Sư cô nhớ một cái câu chuyện rồi. Cái cô này, bởi vì hồi xưa sư cô dạy ở cái trường sư phạm mà đào tạo các cái cô giáo mẫu giáo đó, cho nên những cái tin tức về các cái cô giáo đó thì sư cô cũng hay theo dõi. Thì cái cô này đó là có một đứa em, hai chị em sống với nhau, thì cái đứa em, cái cậu em trai này nó học rất là giỏi, mà cái lương của cô này thì chỉ đủ cho hai chị em gói ghém ăn sống thôi. Còn cái tiền học khi cậu em này vào đại học thì cái tiền nó quá cao cho nên không có tiền. Thì cô này ngoài cái giờ mà đi dạy học về đó, thì cô ấy làm thêm cái nghề kia. Thì đến khi cô ấy bị bắt thì cái người em nó đau xót quá, và nó nói rằng không bao giờ nó đi học để chị nó phải như vậy nữa. Thì quý vị thấy một cái đổ vỡ này chịu đựng được không? Hết sức là chua xót. Còn có người là giải quyết khác nữa. Không có giải quyết mà sư cô nghĩ cái thời mà cái tin này nó đưa ra nó chấn động hết. Cái cô này không giải quyết bằng con đường đó, bởi vì em cổ đông hơn. Cổ giải quyết bằng cách đó là cứ nửa đêm cổ đi vào nghĩa địa, và cổ thắp nhang trên những cái mộ mà mới chôn đó. Cổ nói gì cái hoàn cảnh đó mà con không có sống được, không có thể làm cách gì để mà nuôi các em con đó, thì xin các ông các bà, những cái vong linh này cho phép đó, con xin những cái đồ mà quý ông quý bà không có dùng đó, để con đem về con nuôi em con. Cho nên đào mã lên cái quần áo đồ người ta liệm trong đó đó,
thì ta không xài nữa thì lấy về giặt bán, lấy cái đó tiền nuôi. Vì thấy có những cái cảnh đời, thì khi người ta nói rằng cái người này đó là phạm vào cái việc đó mà coi như là xúc phạm đến cái thi thể của người quá cố, nhưng mà trong cái xúc phạm này đó không phải người để người này lấy cái tiền đó về mà thọ hưởng, cũng không phải lấy cái tiền này về để mà cờ bạc làm giao, nhưng mà để nuôi em. Thì trong cái xúc phạm này có cái mà những cái vong linh đó người ta tha thứ được, người ta chăm chế được, kể cả cái người thân của những người chết đó đó, người ta cũng có thể thông cảm được, người ta cũng có thể tha thứ được. Cho nên quý vị thấy không, nặng cái ân tình với ai, nợ nần với ai đó, chúng ta đây canh cánh ở bên lòng, và trong cái luân hồi chúng ta gặp lại đó, chưa biết mình phải trả như thế nào. Cho nên quý vị thấy không, có khi mình dại dột á, chính mình nói mà kiếp này mà không có trả được đó thì kiếp sau đó làm thân trâu ngựa để đền bồi trúc mai hương sinh. Thì sư con nhớ quên con, vì chưa vẹn câu thề đó, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Tại sao phải làm thân trâu ngựa? Tại sao không làm kiếp người mà phải làm thân trâu ngựa? Bởi vì thọ cái ơn quá nặng. Cho nên giả dụ rằng mình có làm thân trâu ngựa cũng cam đành, thì thấy tâm tối không? Che khuất hết, thấy con đường đi của nghiệp không? Nó càng đi sâu chừng nào nó gần gũi trong cái đời sống hàng ngày của mình như vậy. Cho nên ta thấy gốc nằm trong cái suy nghĩ của mình. Và trong cái suy nghĩ của mình đó, nó bắt rễ từ trong hai cái dòng nghiệp này á, là nó khởi lên đây. Nó không đi ra cái này đâu. Cho nên chúng ta hãy làm công việc khách quan, kiểm soát, trông thấy nó lại, để nó vừa khởi lên, nó dục giả, nó xử, nó cứ bằng nó hành xử mình đó là phải tạo tác ra, nhưng đồng thời mình cũng có cái khả năng thấy biết hết toàn bộ. Thì đó là cái con đường mà chúng ta có thể thoát ra, dẫu một sát nơi chúng ta vẫn có thể thoát ra được. Và nếu cái này mạnh mẽ hơn thì chúng ta cứ đi con đường thoát ra, chúng ta đi con đường thoát ra, chúng ta đi con đường thoát ra. Và cái cách thức của chúng ta là như vậy. Thì cái đó là một cái cách mà chúng ta đây đó là có thể nhìn thấy cái nghiệp của mình, và đồng thời có thể kiểm soát nó, và đồng thời có thể đó là tránh cái sự chi phối nó, được chút xíu nào mừng chút xíu đó. Và bây giờ lần sau đó là quý vị cố gắng nha, chép lại cái này, khi vào tôi cũng ghi lại, và mình sẽ tiếp tục cái bài này một lần nữa. Xin mời tất cả nghỉ.